Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại cập nhật các mã hàng, trở lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop có hai cái con nồi cơm nó còn tồn kho, thì bên em thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó thì có hai con nồi cơm này thì giá rất là tốt cho các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Thì hôm nay bên shop có hai cái mẫu nồi cơm này, nó bị hàng gọi là hàng tồn kho, nó hơi bị móp cái này một chút này. Đấy, nó hơi bị móp cái chỗ này một chút. Thì con này bên em đang bán là 450.000. Riêng hôm nay thì thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 300.000 và bao ship nhá. Đấy, 300.000 và bao ship. Đấy, dòng này thì nó là mới tinh. Mới tinh, chưa qua sử dụng. Đấy, mâm rất là dày luôn, mâm rất là dày luôn các bác nhá. Đó, mâm rất là dày luôn các bác này. Đấy. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, mâm rất là dày luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái môi này. Đấy, một cái môi này các bác nhá. Đấy, mâm dày xoong têu rất là vang luôn nhá. Đấy, đây, dòng rất là chất lượng như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng nồi này của nó sẽ là nồi khoảng 1 lít 8 nhá, nồi khoảng 1 lít 8. Các bác nấu đây, nồi 1 lít 8 này, hàng Cuckoo của Hàn Quốc này. Các bác nấu từ 3 đến 5 người ăn thoải mái luôn. Con này thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý nốt cho bác với giá đó là 300.000 một chiếc như này. 300.000 một chiếc này các bác nhá. Đấy, em có hai mẫu. Đây, con này là con màu xám này, con màu xám đây. Đấy, các bác nào nhanh tay thì đặt hàng thì được thôi. Đấy, cái này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này một chút này. Đấy, hơi sứt chỗ này một chút, nó do vận chuyển thì bên em bán thanh lý. Đấy, con này con màu đỏ này. Màu đỏ các bác này. Đấy, con màu đỏ đây. Con này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này này, hơi bị cong chỗ này thôi. Còn hàng thì nấu cơm ngon, sử dụng bình thường các bác nhá. Đó, sử dụng bình thường. Korea Hàn Quốc đấy. Thì thanh lý cho các bác giá là 300.000 một chiếc như này. 300.000 cho một con nồi này các bác nhá. Giá chỉ có 300k thôi. Đấy thì bác nào nhanh thì được thôi. Dòng này là bên em bán là bao ship, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. 300.000 cho một con nồi này, bao ship tại nhà cho bác luôn. Đấy, hàng thanh lý chuyển khoản hết thì bên em mới gửi đơn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái led kim cương nhá. Dây thì dài từ 40 đến 50 mét. Đấy, dây dài từ 40 đến 50 mét các bác dùng để trang trí Tết, cây hoa, cây cảnh rất là ok nhá. Đấy. Thì nó sẽ có là led kim cương 7 màu này. Đây, led kim cương 7 màu nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng 7 màu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. 7 màu nhá, và có cục nguồn điều khiển chiết áp này các bác này. Đấy, tăng giảm ạ. Đấy các bác này. Đấy, chạy nhanh chạy chậm ở đây nhá. Đấy, có màu vàng và 7 màu nhá, có màu vàng và 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là thì các bác lên cho em là led kim cương nhá, thì nó sẽ có dòng là 7 màu nhá, led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng nhá. Đấy, màu vàng. Đấy. Nó sẽ có 7 màu và màu vàng. 7 màu và màu vàng thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80k. 80k cho một quận như này, và kích thước của nó là 80k một quận, và kích thước của nó là từ 40 đến 50 mét nhá, từ 40 đến 50 mét cho một quận. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây sẽ là một cái vòng trầm gỗ như này. Đấy, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, một cái vòng trầm điều hòa huyết áp như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, đây, vòng trầm gỗ các bác này. Đấy, trầm gỗ của Nhật đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 50k trong con vòng như này thôi. Đây, đựng trong hộp rất là xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Lên cho em đó là vòng trầm gỗ giá sẽ là 50k nhá. Vòng trầm gỗ này, trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá, điều hòa huyết áp giá của nó sẽ là 50k trong cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái hắc lào nha các bác nhá. Đấy, hắc lào Long Biên. Đấy, lên cho em là hắc lào Long Biên như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Đấy, con này thì chuyên trị hắc lào Long Biên nấm ngứa nhá. Hắc lào Long Biên nấm ngứa các bác bôi là khỏi hết cho em. Đó, dạng tip này các bác này, bôi thì cực kỳ là nhạy luôn. Hắc lào Long Biên nấm ngứa là bôi cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một tip như này. Lên mã giúp em đó là hắc lào Long Biên nấm ngứa, giá sẽ là 25.000 cho một tip nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Lên mã giúp em đó là đuôi lò xo. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho cái đuôi lò xo này nhá. 35.000. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc đuôi lò xo này các bác này. Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, thứ nhất là nó có thể xoay ngoắt nghéo được này. Thứ hai là có công tắc đóng ngắt này. Đấy, và các bác cắm trực tiếp ổ điện này cho em, rất là tiện này. Cắm trực tiếp ổ điện nhá.
Đấy, 35k. Còn ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Đấy, nó sẽ là dòng mini thôi. Chiều dài của nó vào khoảng 20 cm. Đấy, công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W siêu sáng cho anh em các bác luôn. Đây. Đấy, lên cho em là đèn 4 cánh mini. Đấy, 4 cánh mini các bác này. Đây. Các bác cắm vào cho em này, bật lên này. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để mình trang trí này, hoặc để co này, hoặc các bác dùng trực tiếp để lấy ánh sáng ở gia đình nhà mình, nó rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn bác. Con này thì 28W nhưng mà nó phải sáng cỡ như là 560W đấy nhá. Rất sáng luôn các bác này. Em tắt đi này, bật lên này. Đấy, sáng trắng luôn. Đó, rất sáng nhá. Và gấp gọn như này nó rất là tiện. Thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Nhìn vào đến là chói cả mắt luôn nhá. Chói cả mắt luôn. Công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W. Giả ra thì nó vào khoảng là 20 cm. Đấy, gấp vào thì nó rất là nhỏ gọn luôn. Cất đi rất là nhỏ gọn. Các bác lên cho em là đèn 4 cánh nhá. Đấy, đèn 4 cánh. 4 cánh mini nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Đó. 40k cho một quả như này. Đấy, 40.000 thôi. 40.000. Đấy. Giá sẽ là 40.000 cho một quả như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Tovit đa năng nhá. Đấy, Tovit đa năng. Thì đây nó sẽ là một con Tovit như này, rất là tiện ích này. Đấy. Tovit đa năng hay là Tovit vạn năng được. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thân như này để các bác có thể lắp cho em cái quả pin vào đây, lắp vào pin vào đây để mình sử dụng cho em cái hệ thống đèn ở đằng trước này. Nó sẽ có cái đèn LED đằng trước này, các bác lắp một cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đó là các bác sử dụng thôi. Còn ở đây thì nó sẽ là một cái dòng Tovit rất là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 cái múi và 4 cái hoa thị. Đấy, 4 cái Tovit dẹt và 4 cái hoa thị như này. Đó, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Rất là chắc chắn nhá. Đấy, vào đây nó sẽ có cho các bác một con đầu vít nhỏ này. Đầu vít nhỏ các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng được luôn. Đấy, có cả dẹt cả ba khe luôn. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là Tovit vạn năng nhá. Tovit vạn năng. Giá sẽ là 80k. Đó. Tovit vạn năng này. Tovit vạn năng. Tovit vạn năng nhá. Vạn năng, giá của nó sẽ là 80k cho một con Tovit vạn năng như này nhá. 80.000 cho một em Tovit vạn năng như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác có thể sử dụng sửa chữa vặt hoặc là làm thợ làm nghề rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike nhé. Tất của thương hiệu Nike như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu trắng và màu màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Hàng thì khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn như này. Hàng của thương hiệu Nike nhá, dày dẫn chắc chắn cho các bác sử dụng này. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ, một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. 1, 2, 3, 4, 5 đôi như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nike rất chất lượng cho bác luôn. Một hộp là 5 đôi. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Giờ nó sẽ có cho các bác là màu ghi. Đấy, màu ghi và màu đen nhá. Màu ghi và màu đen. Đó, màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, màu trắng và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k cho một hộp bao gồm là 5 đôi nhá. 5 đôi. Các bác có thể lấy màu ghi hoặc màu trắng. Bên shop có hai màu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật giá sẽ là 30.000. Đấy, con này dung tích của nó từ 200 đến 300 ml các bác nhá. Có nắp đậy này các bác, có nắp đậy này. Rất là tiện. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, nắp đậy cực kỳ là kín luôn và rất tiện ích. Hàng inox 304, su 304. Dung tích của nó thì từ 200 đến 300 ml các bác dùng để đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một con khay inox này thôi. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Giá sẽ là 30.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Đấy, thì một cái rổ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi, 3 đôi. Tức là nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ. Con nhỏ nhất thì khoảng là 20 cm. Đấy, 20 23 cm đây. Đấy, còn con to nhất này thì của nó sẽ là 35 cm nhá. Đấy, tức là nó sẽ theo đôi như này. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, giá sẽ là 90.000. Hàng nhựa của nó thì miễn bàn luôn các bác này. Đấy, nhựa của nó thì nó sẽ là nhựa Việt Nhật rồi. Miễn bàn có nhá. Đấy, nhựa của nó thì các bác dùng thoải mái luôn, không bao giờ lo bị hỏng, bị gãy dập nhá. Nó là dòng nhựa mềm như này, dùng nó rất là thích các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90.000 cho 3 đôi nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k trên 3 đôi như này. Thì cái này các bác sẽ dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được hết. Đấy, dàn hàng của nó là nhựa Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
chống giật nóng lạnh. Cuối năm rồi thì các bác sử dụng cái chống giật nóng lạnh thì rất là nhiều luôn. Đấy. Mùa này thì nó sẽ là các bác sử dụng thường xuyên bình nóng lạnh thì nên sử dụng con này cho em, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, chống dẫn điện, chống giật cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Con chống điện giật bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Tháo lắp rất là dễ dàng và an toàn luôn các bác nhá. Đấy, chuyên chống giật cho bình nóng lạnh cực kỳ là an toàn luôn. Thì các bác nên sử dụng nhá. Thâm quyến Trung Quốc, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm bởi một thiết bị bẩn. Áp chống giật cũng sẽ nhảy. Một chiếc máy này. Thiết bị mở. Đây các bác này. Các bác chỉ cần lắp cho em là xong thôi. Đó. Nó sẽ dùng cho bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Lắp đặt rất là dễ dàng và an toàn luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8 đều là nhân 2 mét nhá. Mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá. Chiếu mây giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó, dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn.
Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục. Bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em để em lên đơn cho các bác, cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu giày đầu tiên, nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết thế này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh. Đấy, lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này. Đó. Sục lỗ hoặc là sục đặc nhá, nó có hai loại. Đó, thì giá sẽ là 290.000 nhá. 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá. Test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá. Đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá. 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42. 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam. Chất liệu là 100% là da bò nhá, 100 là da bò, và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này, cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây, chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 40, từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi.
390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 600-700.000. 600-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy, lên cho em là giày da đi, giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da, giá sẽ là 390.000. Lên cho em là giày da này. Đấy, giày da nhá, giá sẽ là 390.000 cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn. Mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen, để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160.000 một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này, đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối, còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá, made in USA. À, dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá. Da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190.000. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu này thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhé. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi, ok. Trang số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen tắm bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này. Osaka Japan này. Đó. Đây. Dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó.
và có cả giá đỡ cho các bác luôn nha. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là giá đỡ này, có cả giá đỡ cả ốc vít luôn, giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox nhá. Đấy, Sen Inox này, Sen Inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100k cho một con Sen Inox như này. Tiếp theo thì 110 à, 110.000 nhá, xin lỗi các bác. Đấy, 110.000, 110.000 cho con Sen Inox như này, 110k nhá. Đấy, 110k cho một cái bộ Sen Inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây, giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là, lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Xịt vệ sinh thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k, chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này, về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòng giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan có này. Đây, đấy, Osaka Japan nhá. Nó rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, xịt vệ sinh, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái Sen quạt tăng áp nhá. Cái Sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả Sen cả dây như này nhá. Cả Sen cả dây như này. Combo cho các bác cả Sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là Sen quạt, Sen cánh quạt tăng áp này. Sen cánh quạt tăng áp. Không có giá đỡ nhá. Con này thì không có giá đỡ đâu. Không giá đỡ này. Không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là Sen cánh quạt tăng áp này, Sen cánh quạt này. Sen cánh quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con Sen cánh quạt tăng áp thế này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rồi có cả cho các bác chức năng hẹn giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hẹn giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ led này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi kia lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá.
Mẫu này là mẫu to, bên shop bán thì nó có cả mẫu bé. Mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em nó dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Giá của nó sẽ là thước móc khóa này. Thước móc khóa giá của nó sẽ là 50 cành nhá. Có hai màu, màu vàng và màu bạc. Tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Nên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304, inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn, nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt. Cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì rong của rong cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 đến 35 lưỡi và có kèm cho các bác là một lưỡi, một lọ kem và một bàn cạo luôn. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác sử dụng và giá thì rất là hạt rẻ và hợp lý, để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn nhá. Đấy, combo thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp, một cái bàn cạo như này này, một cái bàn cạo này, một hộp kem này và 30 lưỡi nhá. Lưỡi của bên em nó là dòng lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Đấy, lưỡi nó là lưỡi kép như này các bác này. Đấy, nó sẽ là 30 lưỡi kép như này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Đấy, lưỡi cắp về, lưỡi kép như này về nhà các bác lắp vào cái bàn cạo cho em là xong, là mình cạo thôi. Cạo râu cực kỳ là tốt luôn. 30 lưỡi như này các bác dùng cho em trong vòng là cả năm luôn nhá. Dùng cho em là cả năm luôn. Cứ yên tâm sử dụng trong vòng cả năm luôn, không còn phải lăn tăn gì cả không nhá. Đấy, các bác dùng cả năm luôn, rất tiện. Bộ này của nó thì nó sẽ là 30 lưỡi nhá, 30 lưỡi. Dùng cả năm là ok, bao gồm cho các bác là một bàn cạo, một hộp kem và 30 lưỡi luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần. Mà giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, các bác chả đi đâu. Bây giờ các bác mua một cái bàn cạo thường thôi đã cũng phải mất đi 10 đến 15.000 rồi. Thế mà đây các bác mua cả 30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem, giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này.
Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000 nha, 60.000 được cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Giá sẽ là 60.000. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp thìa. Đấy, với 5 chiếc, hàng dày dẫn chắc chắn, đẹp, sáng bóng, inox 304. Đấy, 304 thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức. Rất đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang chiên khách hàng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, một cái bộ hộp thìa như này. Một hộp thìa như này bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. 5 chiếc thìa như này mà giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức này. Hộp thìa Đức giá sẽ là hộp thìa Đức này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một hộp thìa Đức như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt các bác nhá. Đó. Cây sâm thịt này. Đây nó sẽ là một cái dòng một cái dòng mà nó là có các cái đầu kim như này để các bác dùng thì mình chuyên sâm thịt rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đây. Đấy thì các bác chuyên dùng thì mình châm thịt rất là tốt luôn nhá, sâm thịt như này. Đấy, sâm thịt như này rất là tốt luôn. Đó thì các bác dùng đồ nướng, đồ chiên mà muốn tẩm ướp gia vị thì các bác sâm như này cho em, đưa cái này vào mình sâm. Đó rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 30 cành cho một cây sâm thịt như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt nhá. Giá sẽ là 30k. Đó, sâm thịt này. Sâm thịt giá sẽ là 30k cho một cây sâm thịt như này nhá. 30.000 cho một cây sâm thịt như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc iPhone nhá. Đấy, đây nó sẽ là chỉ có một củ thôi, chứ không có dây đâu. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc như này, bao gồm cho các bác là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân Type-C. Đó, về nhà thì các bác cắm vào cái dây nhà mình thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. 80.000 cho một cái bộ như này thì nó sẽ là củ sạc iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp em đó là củ sạc iPhone, giá sẽ là 80k nhá. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max này. iPhone 14 Pro Max công suất là 20W. Đó, lên cho em là củ sạc. Củ sạc iPhone. Giá của nó sẽ là 80k cho một con củ sạc iPhone như này. Giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Đấy, dòng này thì chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, rồi các bác chuyên bị đau xương khớp. Đấy, đau trong xương, đau trong khớp thì bôi cái này cho em. Đấy, rắn, rết, bọ cạp, rồi cóc, rồi thật sật sùng các bác nhá. Đấy, bôi vào thì rất là dễ chịu luôn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, bôi cái này cho em. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Bao nhiêu nhỉ? Xương khớp bọ cạp nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đó, xương khớp này. Xương khớp bọ cạp nhá. Xương khớp bọ cạp. Giá sẽ là 25k trên một típ như này nhá. 25.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này, rất tiện dụng luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái dầu nóng của Hàn Quốc các nhá. Đây nó cũng là một cái loại dầu siêu nhạy luôn. Đấy, và rất là nóng. Các bác có thể bôi trực tiếp trên da để mình chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy này. Đấy, con này thì xương khớp gối này, khớp vai gáy này, rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ này, bôi vào rất là đỡ luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40 cành thôi, có cả cái phần con lăn như này các bác này để các bác bôi, rất là tiện ích luôn. Và dầu này của nó thì nó khá là nóng các bác nhá. Dầu này của nó rất là nóng luôn. Thì các bác bôi nó rất là tốt các bạn. Đấy, nó theo thuộc dạng kem trắng như này. Và bôi vào thì nó rất là nóng nhá. Thì các bác có thể bôi trực tiếp lên các cái phần bị xương khớp, bị đau mỏi thì các bác bôi lên cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Đó. Dầu nóng Hàn Quốc này. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này, bỏ vào thùng rác đi. Đó là cái táo khô nhá. Táo khô như này. Đấy. Táo khô này các bác này. Đấy. Một cái bịch táo khô của Nhật như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Táo khô của Nhật nhá. Đấy. Rất chất lượng các bác này. Đây. Đấy, táo to đều đẹp luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho một bịch như này, 100.000 cho bịch như này. Bịch này thì khoảng từ 8 lạng đến 1 cân nhá. 8 lạng đến 1 cân. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một bịch táo khô như này. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 100k. Đó. Hạt táo to đều đẹp luôn. Đấy, quả to đều đẹp. Con này thì các bác có thể dùng để mình uống trực tiếp này. Đấy, ngâm nước uống trực tiếp này, hoặc là sắc nước uống trực tiếp này, hoặc là các bác có thể dùng để ngâm rượu này. Ngâm rượu hoặc là các bác hoặc là các bác dùng để mình sắc nước uống này. Không, tắt tắt đi.
Đấy, sắc nước uống này, rồi ngâm rượu này, rồi các bác có thể dùng để mình hãm nước chè uống được luôn. Đấy, nó rất là tiện ích. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nho khô nhá, nho khô. Đấy, vừa rồi là táo, còn bây giờ là nho nhá. Đấy, cái nho khô này thì nó sẽ là của Hàn Quốc nhá, còn cái táo thì của Nhật, còn nho này thì là của Hàn Quốc các bạn. Đó, một bịch này của nó đây. Đấy, rất là đều đẹp luôn. Đây các bác xem này. Đấy, rất đều đẹp như này các bác đây. Đấy, hạt to đều đẹp đó, màu là màu tự nhiên nhá, màu tự nhiên. Đấy, màu nho xanh tự nhiên này, màu nho xanh tự nhiên. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, được sản xuất bởi tập đoàn Samsung này. Tập đoàn Samsung là một trong những tập đoàn lớn có thương hiệu rồi các bác nhá. Đó, và hàng made in Korea của Hàn Quốc nhá. Đấy, nho xanh các bác này. Đấy, 100% là nho tự nhiên của Hàn Quốc này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 90.000 các bác nhá, 90.000 cho một bịch nho như này thôi. Đấy, lên cho em là nho khô nhá, nho khô. Giá của nó sẽ là 90.000 trên một bịch như này nhá. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Con này thì nó sẽ là hàng đựng trong hộp như này, thì các bác có thể mua về để mình làm quà Tết cho anh em họ hàng này. Đấy, dùng để đi Tết vừa đẹp vừa lịch sự này, hoặc là dùng để làm quà cho công nhân này. Đấy, làm quà cho công nhân cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, các bác cứ này là mình phát cho công nhân thôi, mỗi người một gói quà như này cũng rất là lịch sự luôn. Giá thì chỉ có 90.000, giá cả thì rất là hợp lý nhá. Hàng mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ đảm bảo chất lượng. Đấy, an toàn thực phẩm cho các bác luôn, mà giá chỉ có 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con robot lau nhà này thì bên shop bán rất là nhiều rồi nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con robot lau nhà như này thôi. Cái giá thì phải nói là quá hạt rẻ rồi các bạn. 120.000 cho một con robot lau nhà như này thì không phải bàn nữa rồi. Đấy, không phải bàn về cái giá nữa rồi. Còn chất lượng thì cũng khỏi phải bàn luôn. Đấy, thì về nhà các bác tháo cho em cái cản pin này ra này, là bật là nó sẽ chạy thôi. Và tháo cho em cái chân này, đây nhá. Đấy, bây giờ em sẽ tháo cho các bác xem này. Đấy, cái hộp này của em là mới tinh nhá, sáng bóng, không có một vết bụi nào nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ test thực địa cho các bác xem luôn, cho máy chạy luôn. Và các bác xem trong vòng là mấy giây thôi nó chạy nhá, và sẽ có kết quả ngay các bác nhá. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý, chỉ có 120.000 thôi. Đấy, khi cho máy chạy thì các bác nhấp cái này cho em này. Đó, máy chạy các bác này. Thấy bác thấy không? Đó, máy chạy nhá. Rất ok luôn các bác này. Đó. Đấy. Đấy, máy chỉ chạy có, em chỉ để chạy có mấy giây thôi các bác nhá, không cho chạy nhiều. Chạy có mấy giây thôi để cho nó thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Vừa nãy thì sạch trắng bong mà bây giờ nó đã hút đầy bụi bẩn vào rồi này các bác này. Đấy. Mới có mấy giây thôi mà nó đã hút những cái bụi mịn vào như này, gần như bên ngoài là các bác không thể nhìn thấy luôn. Đấy, bên ngoài các bác không thể nhìn thấy luôn, nhưng mà bật máy lên cái là nó hút vào luôn. Ở đây nó sẽ có hai con cánh quạt như này. Đấy, nó sẽ quay này và nó sẽ hút bụi qua cái lỗ này. Đấy, và nó sẽ hút lên đây nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con hút bụi này thôi. Đấy, lên cho em là robot lau nhà nhá, robot lau nhà. Giá sẽ là 120.000 một con, 120.000 cho một con này. Các bác có thể mua về để mình lau nhà rồi vệ sinh nhà cửa, nó rất là tiện ích nhá. Và thực tế luôn chứ không phải là hoa văn gì cả nhá. Đó, giá sẽ là 120.000. Lên cho em là robot lau nhà nhá, robot lau nhà. Robot lau nhà. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con súng như này. Đấy, một súng này và bốn đầu massage, có kèm một cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác bật lên cho em, sau đó lắp vào này. Đấy, các bác giữ lì này là máy sẽ chạy nhá, giữ lì máy chạy này, có sẽ có 6 cấp độ rung luôn các bác này. Các thấy không, rung rất là mạnh luôn các bác. Đấy, rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình massage này, cổ vai gáy, rồi nói chung là các cái bộ phận đều được hết nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bốn đầu massage khác nhau luôn. Đấy, bốn đầu massage, đầu tròn, đầu tày, rồi đầu chữ U như này, để các bác đưa vào các cái vị trí mình cần đấm bóp massage, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Đấy, nó hình khẩu súng như này, cho nên là bên em lên nó là súng thư giãn nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn, súng thư giãn, súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Rồi, ok.
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán. Giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá. Và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam vào đây cho em là xong. Cho tam vào đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá. Hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Qua lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chưa. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đây các bác này. Đấy, công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn, nó tách nó ra. Đấy, hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 120.000 các bác nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng mát vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này, pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn, bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm, ăn nước, decor trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông, giá của nó sẽ là 120k nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa di năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu, đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho bác sẽ là 20k trên bằng 3 cái nhá. Và 60k trên 10 cái. 60k là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được. Tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn ra như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này, phòng ban thờ, rồi trang trí đề co cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn, trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng, giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò gà trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò gà như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ, 50.000 này. 50.000 cho một con khò gà trắng như này nhá. Giá sẽ là 50k. Con này thì các bác dùng để mình khò gà rồi mình làm công nghiệp, hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò gà như này giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50k nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi, lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 x 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng kem cả năm luôn. Rất tiện ích, bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc cái này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha cho em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi, các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn.
Đấy là tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Đấy, ngập tràn kho luôn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng e-ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng có nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn các bác này. Giấy ăn thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy thì nó sẽ là cái này bán thế nào nhỉ? 10.000 một gói các bác nhá. 10 gói là 80.000 và các bác mua một thùng là 20 gói là 140 các bác nhá. 140. Đấy các bác lấy số lượng nhiều thì càng rẻ và cái này thì bên shop là bán là số lượng là nó sẽ là từ 2 gói trở lên nhá, từ 2 gói trở lên chứ còn một gói thì nó ít quá bên em không bán nhá. Đấy, chất giấy của nó này siêu dai luôn các bác này. Đấy, chất giấy của nó siêu dai luôn các bác thấy không? Đây, rất là dai giấy luôn nhá. Dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước rồi có cỗ có bàn rồi thịt gà thịt cá các thứ nhá, gà cá đều ok hết. Đấy, giấy của nó là giấy lụa cực kỳ là dai luôn. Giấy lụa rất là dai nhá. Đấy, giấy lụa rất là dai luôn. Một bịch này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Đó rất là nhiều luôn, các bác dùng thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k trên một bịch này nhá. 10k trên bịch này và bên shop là bán từ 20 chiếc trở lên nhá. Một bịch này của nó sẽ là 10k nhá, bán từ 10k và bán từ 2 bịch trở lên. Đấy xin lỗi các bác là em bán từ 2 bịch trở lên. Đấy còn các bác mua số lượng thì 10 bịch sẽ là bằng 80k này. 80k còn một thùng của nó, một thùng là 170.000, 140k nhá. Một thùng 140.000 là nó bằng 20 gói nhá, bằng 20 gói. Đấy còn bán lẻ thì sẽ là 10.000 một gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng về thì đủ màu cho các bác luôn nhá. Đủ màu xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu như này cho các bác này. Đấy, xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, hàng của Korea của Hàn Quốc này. Đấy nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là 36.000. 36.000 đồng nhá. Korea này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng Korea Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20k này, 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và các bác mua cả hộp này sẽ là 110.000. Cả hộp này là 110.000 là vào 30 cái này. 30 cái là sẽ là bằng 110k thôi. Các bác mua về dùng dần hoặc là phát cho các em nó hoặc là nói chung là dùng đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, 10 cái là sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, còn mua 4 cái là bằng 20k. Đấy, còn một thùng hộp này là sẽ là 110.000 cho 30 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn măng sông nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác cho dầu vào đây để mình đốt này. Đấy, đây cái này là chỉnh bấc này. Đấy, con này sẽ là 130.000 và các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, lấy cái này nó hơi chặt, các bác lấy cái kìm xoáy ra giúp cho em, xoáy này ra đổ dầu vào đây. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này hoặc là đề phòng khi mất điện thì mình đốt dầu ma rút đấy, hoặc là các bác để trên ban thờ này đọc kinh lễ lại các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Đèn dầu con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này, đèn dầu giá của nó sẽ là 30k nhá, 130.000 nhá, 130k cho một con đèn dầu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo ba món này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Combo cho các bác là 3 chiếc như này. Bao gồm cho các bác là một cái nạo này thì nó sẽ có cho các bác là một phần nạo vỏ này, một nạo vỏ, một nạo sợi nhá. Đó. Và tiếp theo là con này thì nó sẽ là một cái nạo ngang như này thì nó sẽ là một cái nạo vỏ kèm theo cái phần để các bác ngoáy cái phần sâu này. Tiếp theo là một cái phần để các bác nhổ lông gà, lông cá này hoặc là làm lòng gà, lòng cá. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm là 3 món như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Bây giờ các bác ra ngoài chợ mà mua một cái nạo đều bình thường thôi cũng đã phải mất đi tầm khoảng là đi 20-25.000 rồi. Nhưng mà đây combo cho các bác 3 cái món, một bộ 3 cái món nạo Nhật đẹp như này mà giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Đấy, lên cho em là nạo 3 món. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá.
Các bác lên cho em là máy sấy dày. Con này thì giá với shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, thì sẽ là một con máy sấy dày rất là ngon này các bác này. Đấy. Con này thì về mình chỉ cần là ngửa cái này lên, sau đó thì mình cắm điện vào. Đây, cắm điện trực tiếp điện 220 vào cho em. Đây, con này thì điện 220V 50Hz này. Đấy. Và các bác chuyên dùng thì mình sấy dày rất là ok luôn nhá. Đấy. Nó có cái nút này, nó sẽ là điều chỉnh cho các bác chiết áp này. Đấy, điều chỉnh chiết áp ở đây nhá. Các bác có thể là để 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Mùa đông này thì các bác dùng giày dùng dép nhiều thì các bác dùng con này mình sấy cho em, đó là ok luôn nhá. Đấy, chuyên dùng để sấy giày sấy dép rất là ok luôn. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Con này thì sẽ là 195.000, 195.000 cho con máy sấy giày như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì công suất của nó sẽ là power của nó là 1500W này, 2,5 lít và sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá, Cuckoo của Hàn Quốc. Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho con ấm như này, rất đẹp các bác này. Đấy, bên trong inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài của nó là nhựa chống nóng nhá. Dung tích cực khủng luôn, 2,5 lít tha hồ thoải mái cho bác sử dụng đây. Đấy. Công suất 1500W, điện 220V. Đấy, và 50Hz, 2,5 lít nhá, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130k, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hộp đựng chè inox nhá, hộp đựng chè inox. Thì lô này về nó sẽ có màu đỏ và màu vàng gold này, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng bên em có cả dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng này. Đấy, 4 lạng chè. Giá là 130.000. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn như này. Các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng lạc, đựng vừng, đựng muối, đựng các loại đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Một cái con bình trà inox như này, lên cho em là bình trà inox nhá, bình trà inox. Bình trà inox này, bình trà inox giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi cho cái con 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, inox 4 lạng nhá, 4 lạng. Giá của nó sẽ là 130.000. Còn có con 2 lạng thì nó sẽ nhỏ hơn, giá sẽ là 90.000 luôn nhá. 2 lạng nhỏ hơn 90.000. Nó cũng easy fork như này luôn nhá. Easy fork như này luôn. Đấy, hàng của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Inox 304 rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá. Khăn tắm của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy. Rất là to luôn các bạn, khăn to đẹp này, khăn to đẹp. Và một cái khăn như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là lẫn màu như này, lẫn màu này các bạn. Đấy, thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, khăn to đẹp. Kích thước của nó là một chiều là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Đấy. Kích thước một chiều 70, một chiều 1m4. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái khăn tắm như này giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Không có ở đâu bán giá rẻ như này đâu các bạn. Các bác mua một cái khăn mặt bình thường bây giờ cũng đã mất vài chục rồi, 20 đến 30 nghìn rồi. Đấy, mà đây một cái khăn tắm to đẹp như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Rất là to luôn, 40 nghìn, không thể tin nổi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy bàn là mini nhá. Công suất của nó là 700W này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con bàn là mini như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135.000 cho con bàn là mini như này các bác này. Đấy, của thương hiệu Socani các bác này. Đấy. Con này thì có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh chiết áp cho các bác luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, thứ hai là nó sẽ có cho các bác là hơi nước luôn. Các bác chỉ cần tháo cái nắp này ra, cho hơi nước vào đây, đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì mình nhấp là nước nó sẽ ra, nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý rồi. Đấy, và gấp gọn được. Đấy, con này các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn. Giá thì mâm của nó thì dày, nóng nhanh. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cặp của học sinh nhá. Đấy, cặp sách học sinh như này thì các bác có thể dùng để làm quà cho con em nhà mình. Đấy, khi mà các em nó đến trường thì các bác. Đấy, cái này nó sẽ là cái dòng cặp mới tinh, cặp chống gù lưng của Nhật nhá. Đấy,
Các bác lên cho em là cặp chống gù lưng của Nhật. Đấy, một con cặp như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, một con cặp chống gù lưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó rất là to. Và đây của nó thì nó sẽ có hai cái phần lót như này để các bác em nó đi học nó khoác nó sẽ không bị gù lưng nhá. Đấy, cặp chống gù lưng. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là cái ngăn để các em nó để chai nước đựng đồ này. Đấy, và đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ này, tiếp theo là một ngăn lớn này. Đấy, một ngăn lớn như này. Và tiếp theo là cái nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này nhá, một cái hình hộp vuông như này thì đựng được khá là nhiều sách và rất là đẹp các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hợp lý nhá. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp sách chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Lên cho em là cặp chống gù lưng 130k cho một con cặp chống gù lưng nhá. Cặp chống gù lưng. Đó, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một em cặp như này thôi. Rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọ nước hoa khách sạn nhá. Đấy. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn để nó đề co trang trí và giúp làm thơm luôn nhá, giúp làm thơm luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em này. Đấy, sau đó thì mình đeo cái nơ này vào này, nó sẵn cho các bác một cái nơ này luôn, và các bác rút cái bấc này ra. Đấy. Rút cái bấc này ra, các bác cắm vào cái lọ này cho em, cắm cái lọ này là cái bấc này nó sẽ truyền cái hương tinh dầu thơm này ra, rất là thơm luôn. Và các bác có thể sử dụng khá là lâu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhé. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn. Đây, hotel quá này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30k thôi. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật, rất là đẹp luôn. Bên Nhật thì nó sử dụng để cho quân đội của nó các bác nhá, để cho quân đội của nó. Chất của nó thì chất dù cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây là cái quai của nó này, quai của nó đây. Và võng của nó thì nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con võng dù như này. Đấy, cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 m. Đấy, và cái chiều banh này của nó thì vào khoảng 80 cm. Đấy, rất to, rộng rãi và đẹp luôn. Một cái con võng dù như này mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn bắp tay một tí thôi, rất là nhỏ gọn luôn. Lưới của nó sẽ là vải dù nhá, vải dù thoáng khí dệt 4D nhá, dệt 4D thoáng khí, các bác làm thì rất thoáng luôn. Các bác có thể mắc lên gốc cây này hoặc là có võng sẵn, có khung sẵn thì về mình đeo vào. Đấy, rất là đẹp, màu sắc thì sạch sẽ, đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là thanh lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi một cái võng dù quân đội Nhật như này, giá chỉ có 90.000 thôi, 90k nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật, giá của nó sẽ là 90k cho mình em võng dù quân đội Nhật như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác để ý giúp cho em, từ 200 là bên em bao ship thôi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác luôn. Hàng này của nó thì nó sẽ kèm cho các bác là hai cái đầu như này, hai đầu này. Đấy, cá sấu mạ vàng 18 carat này, siêu đẹp luôn, hai đầu này. Kèm thêm một thắt lưng nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất da thì siêu mềm nhá, chất da siêu mềm cho các bác luôn. Đấy, chất da vân cá sấu này, rất đẹp, rất mềm mại cho các bác luôn. Đó. Và hàng của nó thì chấm hết luôn. Hàng con lăn rất dễ sử dụng nhá. Các bác chỉ cần là sập vào này cho em là xong rồi. Đó, đẹp chưa các bác ơi? Đó, đẹp chưa? Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu luôn, có cho các bác là hai đầu luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 160 cành thôi, 160 cành. Đấy, lẫy trượt này. Hàng lẫy trượt rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể sử dụng hai cái đầu này để mình có thể thay tháo để mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể sử dụng ví dụ như là tuần này thì mình dùng cái đầu này và tuần sau thì mình lại dùng cái đầu này, hoặc là các bác có thể dùng một cái bao giờ nó cũ thì các bác có thể thay cái mới. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bác lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là các bác lên cho em là cá sấu hai đầu đi. Cá sấu hai đầu. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. Đấy. Đây, các bác lên cho em là cá sấu hai đầu. Hoặc cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000 cho một cái cá sấu hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Đó. Cá sấu hộp này. Đấy. Cá sấu hộp giá sẽ là 160k nhá. 160.000. Đấy, thắt lưng này. Thắt lưng cá sấu hộp 160.000. Đấy, thì
Khi các bác nhận được hàng thì hàng sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, bao gồm cho các bác là hai mặt luôn. Đấy, hai cái mặt như này để các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Hai mặt và một cái thắt lưng. Đấy, hai mặt rất là đẹp luôn. Đó. Và một cái thắt lưng như này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Rất là chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đây, trong một cái hộp như này nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể mang đi mang lại, xách đi xách lại để làm quà cũng rất là tiện. 160.000 quá nhá. Lên cho em là cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000. Cá sấu hộp 160.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái mẫu cá sấu không hộp này. Đấy. Cá sấu không hộp này thì nó sẽ rẻ hơn một nửa nhá. Rẻ hơn một nửa. Chất da của nó thì cũng cực kỳ là mềm mịn và đẹp cho các bác luôn. Chất da mềm mịn và đẹp, và con này của nó thì nó cũng là một cái dòng mà nó sẽ là lẫy gà như này nhá. Lẫy gà này các bác này. Đấy. Các bác nghe cái tiếng khóa kêu của nó là các bác đã biết rồi, rất là thích các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy bác thấy không? Đó. Và con này thì giá thì chỉ có 80 cành thôi nhá. Các bác lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80.000. Đó. Cá sấu này. Cá sấu không hộp nhá. Đấy, không hộp. Giá sẽ là 80k một em nhá. 80.000 cho một cái thắt lưng cá sấu không hộp này thôi. Đây. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi nhá. 80.000 cho cái con cá sấu không hộp này. Đấy, lên cho em là cá sấu không hộp này. Giá sẽ là 80k nhá. 80k. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Da bò của Mỹ. Đó thì con này hàng cao cấp của Mỹ luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ và yêu thương thôi nhá. Đấy, rất hạt rẻ và yêu thương luôn. Đó đây. Chất liệu của nó là da bò này, da bò tự nhiên. Đây, mặt của nó đây các bác này. Đấy. Mặt của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt lì như này, chống xước nhá. Mặt lì chống xước đúc liền nhá. Mặt lì chống xước đúc liền luôn. Và đây thì nó sẽ là chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy. Da bò tự nhiên hàng của Mỹ. Đây. Made in USA các bác này. Đấy, made in USA, hàng cao cấp của Mỹ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá rất hạt rẻ nhá. Chỉ có cho các bác là 190.000 nhá. 190.000 cho một cái thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Em về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu như này nhá. Một màu đen và một màu nâu. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đấy, hai mẫu như này. Thì màu đen và màu nâu các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh này. Bẫy chuột thông minh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, và cái giá thì bên shop đang ưu ái gửi tới các bác cái giá chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái bẫy chuột thông minh như này rất là tiện luôn. Đấy đây các bác này. Mình chỉ cần là chạm nhẹ như này là con chuột chạm nhẹ là sập bẫy luôn nhá. Đấy, rất tiện ích nhá. Đấy, chuột chỉ cần chạm nhẹ này sập bẫy luôn, rất tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy, chạm nhẹ này là sập luôn các bác này. Đấy, rất tiện nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực yêu thương luôn. Chỉ có 15k trong cái bẫy chuột thông minh như này thôi nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15k. Để em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đấy. Khi em xóa video này, cô chú anh chị hãy thêm ngay vào giỏ hàng cho em các sản phẩm sau. Nếu như nhà bác nào có chuột to chưa tìm ra cách bắt. Đấy, các bác thấy không? Có tư vấn và hướng dẫn sử dụng cho mọi người bắt vô cùng đơn giản. Đấy, chạy vào cái là dính bẫy luôn nhá. Nó là đơn giản với người biết đặt đúng cách thôi à. Kiểu về chuột, chọn nơi đặt và cách đặt sao cho phù hợp. Nhìn nó kiên nghị không treo cá lên cành xong nhảy xuống để kém tắc thở mới chịu. Nó chuẩn bị tự tử. Các bác hiệu quả nhất là mua từ 5 cái trở lên đặt xích sắc vậy mới hiệu quả chứ đừng đặt một chiếc. Đặt như vậy chuột có rất nhiều cơ hội để trốn thoát. Thay vì như thế mua thêm tầm 5 cái là có thể bắt dễ dàng. Mày chết. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện ích nhá, giá chỉ có 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Đấy, kéo cắt cành trên cao như này thì sản phẩm là nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo và một cưa. Đây là cái đầu kéo của nó này và đây là cái cưa này. Đấy. Thì lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này, như trên hình như này. Đó, và cái giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao này. Đó. Kéo cành này trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k. 130.000. Thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đó. Các bác chỉ cần lắp vào cho em vào cái đầu cái sào này. Đấy, cắt này. Đấy, cưa này. Trăm người bán vạn người mua, hơn thua nhau là ở chất lượng. Vì sản phẩm tốt thì không rẻ, mà sản phẩm rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ vừa tốt thì ít có nha mọi người. Vì vậy muốn mua hàng tốt thì đừng bao giờ nhìn vào giá cả mà đó. Hãy xem chất lượng. Rất tiện các bác nha, về nhà các bác chỉ cần lắp cái xào vào cho em là xong. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái
Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Đấy. Đây. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng. Vỉ bàn chải đánh răng bao gồm cho các bác là 6 chiếc này. 1 2 3 4 5 6. 6 chiếc với đủ màu sắc khác nhau. Đấy, đủ màu sắc khác nhau cho các bác lựa chọn đây. Một cái vỉ bàn chải đánh răng như này. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, nó sẽ là em bán theo combo một vỉ như này. Bao gồm cho các bác là 6 cái nhá. Đấy, 6 cái như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi, 25k. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nha khoa cực cao cấp luôn. Đấy, giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đó. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, vỉ bàn chải đánh răng. Đó. Vỉ bàn chải. Đấy, hoặc là bộ bàn chải 6 chiếc nhá. Đấy. Vỉ bàn chải đánh răng nó sẽ là một vỉ như này. Bán theo combo 6 cái nhá. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái này thì nó đã được chứng nhận bởi tổ chức y khoa của Nhật nhá. Đấy, chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Một vỉ này là 6 chiếc và giá thì sẽ là 25.000 nhá. Lên mã giúp cho em là vỉ bàn chải đánh răng, 25.000 cho 6 chiếc như này. Mà các bác ra cửa hàng mua một chiếc thôi cũng đã phải mất đi 15 đến 20.000 rồi. Ở bên em bán giá cực tốt cho bác luôn, 25k nhá. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này. Lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Vỉ bàn chải này, đó. Lên cho em là vỉ bàn chải đây được không? Giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi các bác nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái mẫu chảo rán này. Đấy, một cái mẫu chảo rán như này. Hàng thì nó sẽ là chảo tổ ong nhá. Đường kính của nó sẽ là 28cm. Đấy, chảo tổ ong chống dính nhá. Đường kính là 28cm. Đấy, dập tổ ong chống dính như này. Quay cầm cái kiếc cực kỳ là ngon luôn. Đây. Hàng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chảo chống dính như này nhá. Hàng này thì độ dày của nó thì cũng là tương đối nhá. Đấy, không quá dày nhưng cũng không quá mỏng. Đấy, khá là dày dặn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Đấy, nó sẽ là hình than tổ ong như này. Chảo tổ ong chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đó. Thì con này bên shop đang về cho các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lô này hàng về giá yêu thương cho các bác nhá. Con này thì hàng này về giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Giá chỉ có cho các bác là 140.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là chảo tổ ong này. Đấy, chảo tổ ong. Chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140k cho một cái chảo như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đường kính của nó là 28cm nhá. Đấy, 28cm này. Giá là 140.000 cho một cái chảo chống dính tổ ong hàng của Nhật như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi các bác nhá. Giá rất hợp lý rồi. Đó, lên mã giúp cho em đó chảo tổ ong các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là kia bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vải bạt cho nên là dùng nó rất là bền. Và các bác chuyên dùng để mình phủ xe, máy xe đạp điện, xe đạp thường và các cái dòng xe để trong nhà hoặc ngoài trời đều ok hết nhá. Đấy, các bác nào làm công trình này, hoặc là mưa nắng này, hoặc là đi làm mà xe phải để trời mưa trời nắng thì các bác cứ để cái này vào trong cốp xe cho em. Sau đó thì mình phủ lên cho em là xong. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k trong cái bạt phủ xe này thôi. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Anh em các bác có nhu cầu mua hàng xem tham khảo đặt hàng. Đấy, đây là một cái xe máy đây em chùm lên các bác này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhá. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhá. Một con xe số nhá. Xe số, xe ga nói chung là chơi được hết anh em nhá. Giá thì cực tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhấp ngay xem tham khảo đặt luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã cặp lồng điện nhá. Con này thì công suất của nó là 200W và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng 4 cái Âu. Đấy, 2 tầng 4 cái Âu như này. Đấy. Thứ nhất là quai sách rất xịn sò này, vuông vức đẹp này. Đấy. Thứ hai là trên này là có kèm cho các bác là một cái đôi đũa này. Đấy, lô trước về thì có cả thìa, lô này thì lại không có thìa đâu, chỉ có đũa không thôi. Đấy, thì cái này thì em chỉ giới thiệu qua thôi, thì nó là hàng tặng kèm. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là 4 cái Âu như này. Bây giờ nếu các bác đi mua một cái Âu inox xịn như này nhá, inox xịn như này, dày dẫn chắc chắn như này, cũng phải mất tầm 30-40 nghìn rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn. Đấy, chỉ có 180 nghìn thôi, sẽ đầy đủ cho các bác nhá. Cáp dây điện ở trong này này. Đấy, và đây nó sẽ là một cái mâm như kiểu nồi cơm điện này, các bác có thể dùng để nấu cơm. Đấy, hầm thức ăn nóng đều ok hết nhá. Công tác ở đây, cắm điện vào đây cho em. Đó, có dây cáp và thứ đàng hoàng. Đấy, có nắp đậy nắp biếc như này và hai tầng nhá. Các bác dùng để mình hầm cơm này, hầm cháo này, rồi là canh, rồi nói chung là đồ ăn, ví dụ như mình làm ở nhà mình mang đến công ty, cơ quan, xí nghiệp đều ok hết. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Có qua như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi.
180.000 lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện này. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k. Công suất của nó thì nó sẽ đây. Đấy, công suất của nó là 200W nhá. Điện thì nó sẽ là hàng của Nhật và sử dụng được điện từ 110 đến 220V này, 50Hz 2 lít này. Kích thước của nó là 26 x 130 x 20 220. Đó. Công suất của nó là 200W nhá, 200W, 4 ngăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 2 tầng và 4 ô. Đây, các ô như này đựng thực phẩm thức ăn. 180k trong cái cặp lồng này thôi, không thể tin nổi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop cầm cho anh ấy kéo gà to này. Bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt gà nhá, kéo cắt gà. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu của Đức và một mẫu của Nhật này. Đây, hàng này nó sẽ là hàng của Đức này, made in Germany bên này. Đấy. Con này chuyên dùng để cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đây hai cái kéo này. Cắt gà, cắt cá đều ok hết cho các bác luôn. Đấy. Chuyên dùng để cắt gà, cắt cá nhá. Đấy, con này thì hai con đều là như nhau. Con này là hàng của Nhật đây, Japan này. Thép SK5 không gỉ nhá, dùng cực kỳ bền bỉ và sắc bén luôn. Đấy, SK5 không gỉ, bền bỉ, sắc bén. Tất cả đều có cái phần khuyết này. Phần khuyết này để các bác cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần này để các bác kẹp cua gẹ mở nắp chai này. Rồi có cái phần dăm như này để các bác dùng để đánh vảy cá này. Đấy, đánh vảy cá. Đều có như thế hết nhá. Kẹp cua gẹ mở nắp chai đánh vảy cá ok hết. Con của Đức này thì sẽ là 90.000 và con của Nhật này thì sẽ là 130.000. Con của Nhật này thì to dày dẫn hơn nhá. Lên cho em là kéo gà Nhật 130k nhá. 130.000 cho con kéo gà Nhật như này. Còn con này thì kéo gà Đức nhá. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con kéo gà Đức như này. Đây, hai con nó khác nhau luôn. Thân hình của nó này, to hơn, đầm hơn, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn, độ sắc bén như nhau. Đấy. Tiếp theo thì em về cho bác hai cái kéo bếp nhá. Thì đây nó sẽ là một con kéo bếp vàng nhá. Con kéo bếp vàng này là 35.000. Lên cho em là kéo bếp vàng 35.000. Con này thì các bác dùng để cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đây, những cái dây bóng dài như này mà cắt rất là ngon quá này. Đấy, coi theo. Đây, dây bóng mỏng dài này mà cắt rất là ngon luôn nhá. Con này là 35.000. Đấy, bác nào mua 3 cái thì tính tròn thì bác là 100.000, cũng là hàng kéo bếp của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng 35.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mã kéo bếp cao cấp hơn một chút. Thì con này cũng là màu vàng và dòng này là để khui bia nhá. Đấy, khui bia cho nên là bên em lên nó là kéo khui bia. Giá sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng cũng là của Nhật luôn, Japan, thép SK5 không gỉ. Con này thì đa chức năng luôn nhá. Có phần khuyết này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, nem niếc thoải mái luôn này. Thứ hai là dùng khui bia này. Thứ ba là mở nắp chai. Và thứ tư là kẹp cua ghẹ này. Và thứ năm là đánh vảy cá này. Đấy, làm vảy cá rất là ngon luôn. Đấy, rồi cắt đồ ăn trong bếp này. Đây, cắt rất là ngon nhá. Đó, các bác thấy không? Cắt rất ngon luôn. Đây. Đây các bác nhá. Các cụ nhà mình nói là dai như rẻ rách nhá. Đấy, còn không có cái gì dai bằng rẻ rách nữa rồi. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Bây giờ là em sẽ chập vào em cắt cho bác xem nhá. Đây, đầu tiên là cắt mỏng này. Đấy, cắt mỏng ok chưa? Đó, cắt mỏng ok nhá. Đấy, giờ sẽ chập vào các bác này. Đấy, chập vào như này. Các bác thấy không? Đấy. Túm vào vẫn cắt bình thường các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó. Dai như rẻ rách mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Rất là ngon lành luôn. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo như này. Giá chỉ có cho các bác là 65.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia. À 75.000 các bác nhá. Xin lỗi các bác, 75.000, kéo khui bia 75.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Đây, kia cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái cọ bàn ghế như này. Lên cho em là cọ bàn ghế rất đẹp luôn. 35k cho một em cọ bàn ghế như này. Con này thì dùng rất là tiện này. Các bác dùng để kỳ cọ bàn ghế này, phủi bụi trên bàn ghế rồi đồ đàn rồi tượng rồi nói chung là các cái đồ gỗ mỹ nghệ. Đấy, cái lông của nó thì rất là tơ mảnh và mềm thì dùng để cọ rất là sướng luôn. Giá sẽ là 35.000 cho một cái cọ bàn ghế như này nhá. Lên cho em là cọ bàn ghế. Đường kính chiều dài của nó khoảng 20cm và cái chiều sâu này của nó khoảng 7-8cm. Đấy, rất là tiện. Và chiều ngang này khoảng 3-4cm nhá. Đó. Thì các bác đánh cọ bàn ghế rất là tiện luôn, chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá, hàng made in Germany, hàng của Đức và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Một cái con khóa đồng Đức như này bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới quý cô bác anh chị, cái giá chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con khóa đồng Đức như này thôi. 130k nhá. Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng khóa cổng, khóa cửa cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, rất an toàn nhá. Đấy, tại sao nó an toàn? Tại vì cái chìa của nó là dòng chìa tròn nhá. Chìa tròn thì nó rất là khó làm giả các bạn. Đấy, các cái dòng chìa khác thì nó cũng rất dễ làm nhưng chìa này thì khó làm giả lắm. Đấy, đây. Đầu khóa rất là to này, hàng made in Germany này, hàng nội địa của Đức nhá. Đấy, chìa này là chìa tròn, khó làm giả này, chống trộm tức là khó làm chìa này và chống cắt này. Đấy đây. Đấy, hai bên nó đều có ngoàm như này thì khi các bác khóa vào là cái đầu lưỡi cắt nó sẽ rất là khó cắt tại vì nó không có cái phần để tựa. Đấy, cho nên là nó chống trộm chống cắt rất là tốt luôn.
hàng nội địa của Nhật cực, của Đức cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá tri ân khách hàng chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho một em khóa đồng Đức này. Đấy, lên cho em là khóa đồng Đức nhá. Giá sẽ là 130k cho em khóa đồng Đức như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 100.000 và dòng này thì dùng bằng tay. Các bác lên đã giúp cho em là máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích luôn. Đây, thân máy của nó này. Đấy, thân máy này. Đấy, cái này là cái tay quay các bác lắp vào đây cho em. Đấy, còn cái phần lưỡi thì các bác lắp vào hai cái hông này. Đó, lắp vào đây. Đây nó sẽ có cho các bác là combo cái bộ lưỡi này bao gồm cho các bác là 6 lưỡi. Thì nó sẽ có 3 bộ lưỡi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là lưỡi tròn, lưỡi dẹt và lưỡi sợi. Đấy, sợi tròn, sợi vuông. Thì các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi, rất là dễ dàng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Và cái giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Một con máy thái rau như này giá chỉ có 100 cành thôi. Đây, máy thái rau. Lên trên là máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, giá sẽ là 100k. Con này là dùng bằng tay nhá, gọi là máy thôi nhưng mà nó dùng bằng tay chứ không phải dùng bằng điện đâu. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Vỏ ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn cũng tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Vỏ ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đó, rất đẹp mắt các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác 100.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái máy xay sinh tố, hàng của thương hiệu Osaka. Đấy, các bác lên cho em là máy xay Osaka nhé. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 145.000 nhá. 145.000. Đây. Đấy, đầy đủ combo cho các bác này, một thân máy này, Osaka của Nhật này. Đấy, và một cái cối xay như này, kèm thêm cho các bác là một cái bộ 4 lưỡi. Đấy, 4 lưỡi thép không gỉ. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào này là mình xay thôi. Rất là ngon cho các bác luôn. Dòng anh cái dây điện đây nào. Đó, đây. Đặt tên như này là mình đưa máy vào là mình xay nhá. Đấy, và nhấp nút ở đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000. Lên cho em là máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka, tắm bên này. Máy xay Osaka 145k cho một con máy xay Osaka như này. 145.000. Đây em sẽ cắm điện và em xay thực tế cho bác xem luôn. Dòng này công suất của nó sẽ là đây. Đấy, sử dụng là điện 220V nhá, 60Hz và 350W nhá, 350W đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp vào này mình xay này. Đấy, rất là ngon luôn. Nhấp nhả nhá, nhấp nhả chưa? Rất là ngon. Đấy, các em. Con này thì các bác có thể xay được thịt, xay cá, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Các loại quả đều ok hết. Giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một con cối xay inox nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, còn con Osaka thì chỉ có 700 thôi. Con này dung tích của nó là 2 lít và giá thì sẽ là 150.000. Cũng giá rất là yêu thương cho các bác rồi. 150.000 cho một con cối xay 2 lít như này thôi. Con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng trong cái việc chế biến thực phẩm, thức ăn, xay xiếc các thứ rất là ok. Đấy. Một con máy xay 2 lít như này. Sản phẩm thì sẽ là bao gồm là một cối xay bằng inox nhá. Một cối xay bằng inox này. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay bằng inox như này. Một cối xay bằng inox đây. Cối xay bằng inox dung tích là 2 lít, bộ 4 lưỡi kép này. Đấy. Hàng của Nhật nhá. Có ốc á các thứ đồng hàng về nhà các bác lắp ốc vào cho em. Đấy, ốc ở dưới đít đây. Đấy, cái ốc này để các bác bắt vào dưới đít ngược lên nhá. Đấy, và đây là cái thân của nó này. Đấy. Và một thân máy như này nhá, một thân máy như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đấy, thì các bác muốn lấy cái Osaka thì lấy, mà lấy cái cối xay inox thì lấy nhá. Lên cho em là cối xay inox thì con này sẽ là 150.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra từ ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đấy, ship code toàn quốc 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Khi các bác mua hàng thì cứ mua giúp cho em đủ 200.000 là Osaka, anh em giao lưu nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái con điện thoại Nokia. Đó, dòng này thì nó sẽ là một cái dòng điện thoại gọi là một sim nồi đồng cối đá cho các bác luôn. Đó, điện thoại một sim nồi đồng cối đá như này.
có đầy đủ cho các bác. Thứ nhất là cáp sạc này, pin và thân máy. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 các bác nhá. 160.000 cho một con điện thoại như này. Đó. 160 à. Lên mã tiếp là điện thoại Nokia 1 SIM, 160.000 lắp pin vào cho em. Hàng thương hiệu Nokia, bật nguồn lên các bác này. Đó. Về nhà các bác dùng, mà nếu mà con nào mà nó bị hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đây. Đấy, đây để lâu nó lại hết pin rồi này các bác này. Đấy. Thứ nhất là hết pin để cho nó chống cháy nổ khi vận chuyển, cho nên là về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó. Lỗi bên em một đổi một trong vòng 10 ngày, các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, các bác cứ yên tâm sử dụng. Đây, lên rồi đấy các bác này. Đấy, Nokia. Đó. Logo thương hiệu Nokia các bác nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 160.000. 160.000 cho một em điện thoại Nokia như này các bác này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 160 cành thôi. Hàng Nokia mới tinh, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này, về nhà các bác dùng bền bỉ, mua cho các cụ già ở nhà. Đấy, hoặc các bác sử dụng 2-3 điện thoại mà muốn có cái nghe gọi cái thì sử dụng nhiều sim thì các bác cũng dùng con này cho em, rất là ok thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại Nokia nhá, điện thoại Nokia 1 sim nhá, 1 sim. Giá sẽ là 160k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con tẩu thuốc nhá. Đấy, tẩu thuốc đây. Đấy, đây nó sẽ là một con tẩu thuốc rất là tiện ích như này. Đấy, một con tẩu thuốc như này nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá, hút thuốc lào đều ok hết. Đấy, cái phần thân của nó thì bằng nhựa nhá, có gioăng giếc các thứ đầy đủ này. Cái phần thân này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa xi. Đấy, mạ đồng rất là đẹp luôn. Và cái phần đầu hút này thì bằng hợp kim nhá. Đó. Và con này thì các bác có thể cho thuốc lá, thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Giá bao giá tốt cho bác luôn. Chỉ có 80 cành thôi. Chỉ có 70.000 thôi nhá. 70.000 trong cái tẩu thuốc như này thôi. Rất đẹp các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70k. Ngoài để sử dụng trực tiếp thì các bác có thể dùng để mình trưng bày để co ở trong tủ hoặc là ở đâu cũng được, rất là đẹp. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70k này. Đó, tẩu thuốc. Tẩu thuốc giá sẽ là 70k cho một chiếc tẩu thuốc này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo của Nhật nhá. Chảo của Nhật. Con này đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá. Đấy, nó sẽ là một cái chảo nó như hình cái song như này. Đấy, nhìn cái song như này. Và có chống dính cho các bác luôn. Có chống dính luôn. Đó. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu thì nó rất là tiện. Các bác có thể là rán nem này. Rán nem hoặc là rán khoai tây chiên hoặc là chiên khoai tây cái thứ đều ok hết nhá. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Có đánh, có tráng đá chống dính này. Đường kính 20cm. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái chảo Nhật như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu. Đấy, hàng của Nhật đây. Toàn bộ chữ Nhật hết này. 20cm các bác này. Đó. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Ngập dầu giá sẽ là 100k. Cho một cái chảo chuyên ngập dầu như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn wifi. Con này thì nó sẽ có chức năng cảm biến các bác nhá. Có chức năng cảm biến. Đây. Đấy. Có chức năng cảm biến rất là nhạy luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là bật lên này. Đó. Và gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt này. Đấy. Có thể ngoắt nghéo như này nhá. Đấy. Trên này nó có hai con mắt cảm biến này. Một con là điều khiển tối và một con điều khiển sáng này. Đấy. Thì các bác cứ gạt qua này là nó sẽ tối sẽ sáng. Pha thì rất là giỏi luôn mà các bác có thể điều chỉnh pha đây cho em. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ là chắc chắn, bền bỉ và đẹp nhá. Và bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, cái điểm sáng của nó rất là lớn. Khi các bác dọi thì nó rất là sáng luôn đây các bác này. Đó, dọi nó rất là sáng luôn. Ban ngày mà em dọi còn như này, rất là sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con đèn như này. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy. Có kèm một cáp sạc nhá, kèm một cáp sạc về nhà các bác mua cái lắp cái củ sạc điện thoại của mình các bác sạc vào cho em. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi, giá chỉ có 130.000 thôi. Đèn này. Wifi này. 130 cành cho một cái như này nhá. Đó. Sản phẩm theo tiếp trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy mài dao nhá. Đấy, máy mài dao. Con này thì các bác sử dụng trực tiếp cắm điện 220V cho em. Giá này con này là sốc nhiệt rồi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Giá con này thì giá là giá sốc nhiệt cho các bác rồi. Giá chỉ có cho các bác là 80k thôi.
80k cho một con máy mài dao như này. Đây, em sẽ cắm điện em mài trực tiếp cho các bác xem nhé. Đó, đây, cắm trực tiếp điện 220V này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Bật công tác lên là máy chạy này. Đó, đây nhá. Em sẽ đưa con dao và em mài cho các bác xem té lửa ra luôn các bác này. Đây. Đây các bác này. Đây nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy. Khi các bác mài dao thì cho vào hai bên kia này cho em này. Đấy các bác thấy không? Té lửa ra chưa các bác này? Đấy, té lửa ra chưa các bác thấy không? Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Đấy. Còn mài kéo thì các bác lắp vào cái phần mặt trên này cho em. Đây. Mài kéo thì lắp vào đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, mài dao mài kéo đều ok hết nhá. Chuyên sử dụng để mài dao mài kéo. Có công tắc bên hông này, máy chạy cực khỏe và kèm thêm một cái viên đá bên hông này nữa. Con này thì giá rất tốt rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn về chất lượng và giá cả rồi. Lên cho em là máy mài dao nhá. Máy mài dao giá là bao nhiêu? 80 cành các bạn, không thể tin nổi luôn. Một con máy như này có sẵn đầu củ nguồn củ nhất nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, hàng thì chất lượng mà cái giá thì cực kỳ là lượng chất cho các bác luôn. Đó. Giá thì anh em các bác không phải bàn. Miễn bàn về giá nhá. Một con máy mài dao mà giá chỉ có 80.000 thôi, mua được ở đâu? Bây giờ mua một viên đá mài cũng đã phải tiền trăm các kiểu rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái van chia nước, cầm cho anh cái van đôi ra đây. Đấy, thì bên shop sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là vòi nước là sẽ là vòi đơn và vòi đôi. Đấy, cầm anh cái vòi đôi ở đây nào. Thì đây nó sẽ là một cái vòi đơn như này các bác này. Đấy, vòi đơn như này. Đấy, vòi đơn như này, con này thì giá sẽ là 55.000 cho con vòi đơn như này nhá. 55k thôi. Đấy. Con này thì đây gen của nó là gen 21 này. Các bác xoáy cái này ra thì mình có thể xoáy kết nối với các đầu nguồn nước khác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là vòi đơn nhá. Đấy. Có phải vòi đơn không? Vòi đơn nhá. Đấy, lên cho em là vòi đơn. Đấy, vòi đơn. Giá của nó sẽ là 55.000, vòi đơn này. Đấy, vòi đơn 55k. Đó. Tiếp theo thì bên em có con vòi đôi đây. Đấy, con này thì sẽ là vòi đôi. Giá sẽ là 70.000. Đấy, nó đắt hơn có 15.000 thôi. Nhưng mà nó sẽ có cho các bác là hai cái đường nước như này. Đấy, hai cái đường nước như này và hai cái đường nước như này, hai đầu đóng ngắt hai đường nước, cũng có xoáy ra như này nhá, cũng có xoáy ra như này luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Vòi đôi. Giá sẽ là 70.000. 70.000 trong cái bộ vòi đôi như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Lên cho em là vòi đôi này. Đó, vòi đôi, giá sẽ là 70k trong cái bộ vòi đôi như này, 70.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Đấy, bộ dao đây. Đấy, đây nó sẽ là các bác lên cho em là bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Bộ này bao nhiêu nhỉ? Hả? 130.000 trong cái bộ dao đen như này. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một con kéo đa di năng này. Đấy, một con kéo rất là bén luôn. Con này thì có thể khui nắp chai này, mở bia này, rồi cắt gà, cắt cá, đánh vẩy cá đều ok hết nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. À, đấy, một kéo này, một liếc này. Tiếp nhau là combo cho các bác là ba dao nhá. Đấy. Dao này thì các bác dùng để chặt nhẹ thôi, chứ còn dao này nó không thể chặt mạnh được đâu. Đấy. Nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Cán bằng nhựa này, rất là dày dẫn chắc chắn. Và dao thì rất là bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất yêu thương rồi. Chỉ có 130.000 thôi, 130.000. Đây. Đấy, em sẽ test dọc giấy cho bác xem nhá. Đấy. Dao thì rất là bén quá này. Đó, rất bén quá thấy không? Đây. Đấy, dao như này là rất là bén rồi các bác nhá, rất là bén rồi. Đấy, dao khá là bén luôn các bác này. Đó. Thấy chưa? Rất là bén luôn. Đây, con này đầu tiên nó sẽ là một con dao thái như này các bác này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là hai con dao bản to, một con mỏng mình và một con dày mình. Đó, đây các bác này. Để em thử test giấy nhá. Đó. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đó. Đây, đấy, tức là có hai con dao. Thì con này các bác có thể dùng để băm chặt nhẹ được như thôi, chặt nhẹ được thôi chứ không chặt mạnh được. Đó, hai con bản bằng nhau, một con thì dày mình hơn và một con mỏng mình hơn. Đấy, con này dùng để băm nhẹ, con này dùng để thái này. Đấy, hai con thái được luôn. Đó. Thì combo cho các bác là 5 món như này. Cán của nó bằng nhựa thôi nhá. Cán nó bằng nhựa nhưng mà dao này của nó là dao Nhật và siêu bén cho các bác luôn. Dao Nhật siêu bén luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ dao đen, cán nó màu đen như này mà. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Bộ dao đen này, đó. Bộ dao đen, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một bộ dao đen như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp như này. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp.
giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi, sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, mũi khoan tháp thép của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, thép gió phủ titan nhá, rất dày dẫn chắc chắn và đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đây, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có kèm thêm một cây lấy dấu bằng đồng như này. Đây, để em lấy dấu cho các bác xem này. Các bác chỉ cần nhấp này là ra dấu này. Đó, đây, có dấu luôn các bác nhá. Đó, đây. Nhấp này là có dấu luôn, rất là ngon nhá. Đấy, có dấu luôn này các bác này. Đó. 180.000, lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180k. Đó, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá. Đấy, bộ rổ vuông đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba đôi. Đấy, cứ rổ chậu như này. Đấy, rổ chậu như này. Lên cho em là rổ vuông. Đấy. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này, 90k cho một cái bộ rổ vuông như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, nhựa của nó thì là nhựa Việt Nhật. Các bác biết rồi, nhựa Việt Nhật tiêu chuẩn ISO này. Đấy. Công ty nhựa Việt Nhật nhá. Kích thước đây. Đấy, đây. Hàng này các bác này. Hàng như này mới gọi là hàng chứ. Đấy, hàng như này mới gọi là hàng các bác này. Đấy. Không hề hấn gì các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, không hề hấn gì luôn. Rất bền bỉ, chắc chắn và rất đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. 90.000 các bác này, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa nhá. Đấy, bộ thìa. Hộp này của nó thì bao gồm là 5 chiếc, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, Winling hay người của Đức này. Inox 304, hàng siêu đẹp luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn, độ độ to, độ cong vừa phải. Con này các bác dùng để ăn phở, ăn bún này, ăn cháo này, hoặc là đút bột cho trẻ em thì cực kỳ là xinh luôn, vừa tay, đẹp, cầm nắm dễ dàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho 5 chiếc. Lên mã giúp chị em đó là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức này. Đó, hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k. Trên một là hộp này bao gồm là 5 chiếc các bác, xin lỗi các bác nhầm, 5 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Con này thì các bác dùng để dán vào cổ vai gái. Đây, đấy, nó sẽ là một cái miếng dán như này. Miếng dán như này. Đấy, thì các bác bóc ra, mình dán vào cổ vai gái giúp cho em, cực kỳ là tốt luôn. Miếng dán ngải cứu. Đấy, nó sẽ là một cái miếng dán như này. Đây, nó hình như này các bác này. Đấy, các bác bóc ra, mình dán vào cổ vai gái. Một vỉ này của nó 12 miếng, hàng siêu nóng luôn. Dán vào thì các bác chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, dán hết vào chị em, rất là ok luôn nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá, dán ngải cứu này, dán ngải cứu, miếng dán ngải cứu, miếng dán ngải cứu nhá, miếng dán ngải cứu. Giá sẽ là 25k. Trên một hộp này bao gồm là 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Kèm thêm cho các bác là 112 đầu thẻ. Đấy, 112 cái thẻ và có kèm cả cho các bác là các cái gọi là một cái cáp sạc và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm. Đây. Đấy. Thì cái này các bác về các bác bật máy lên này, bật nguồn ở đây nhá, cái nút nguồn này các bác bật nguồn lên này. Đó. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, các bác nút vào này. Mẹ. Mother. Đấy, tức là song ngữ cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Bố. Father. Đó, và nó rất nhiều chủ đề nhá, rất nhiều chủ đề. Đấy, rất nhiều chủ đề khác nhau để cho các bác lựa chúng chọn. Mình tạm dừng nhé. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ máy đọc thẻ như này. Giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể mua để cho các bé nhà mình thả sức sáng tạo chơi, rồi nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Chủ đề cây cối, động vật, rồi xe cộ, rồi quần áo này, đồ ăn này, đồ ăn vặt này, đồ vật này, hoa quả này, động vật này, giao thông này, nhiều lắm, nhiều chủ đề lắm. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ. Một bộ như này của nó sẽ là 90k nhá, 90k.
rất tốt cho các bác mua để cho các em sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giấy ướt lau dầu mỡ nhá, giấy ướt lau dầu mỡ. Về nhà các bác chỉ cần là bóc ra. Đấy, ở cái giấy này nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái phần để mình lau dầu, lau mỡ, lau các cái đồ ăn nó bám ở trên bàn bếp ga này, rồi các cái khu vực ví dụ như là chậu rửa mặt này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cái xà bông này các bác này. Đấy, có sẵn cái xà bông này. Các bác chỉ cần lau đi cho em là xong, rất sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 thôi các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là giấy ướt lau dầu mỡ, giấy ướt lau dầu mỡ này. Giấy ướt lau mỡ nhá, lau mỡ. Giá sẽ là 25k trên một hộp này. 25k trên một hộp này bao gồm là 80 chiếc các bạn. Đấy. Lô này về thì 80 chiếc nhá. Có lô thì 60, có lô thì 80, lô này 80 chiếc. Rồi ok các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship cho em, và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay. Từ 200.000 thì bên em sẽ bao ship, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy, thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mũ lưới hàng của lính Mỹ nhá, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. US các bác này, đây, American này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 trong con mũ này nhá. Két thoải mái cho bác xem luôn này. Đấy. Két này, két này. Đấy. Để trên tay thì đập nó không thật này. Để dưới đất đập nhá. Để dưới đất đập này. Đấy. Các bác thấy ok chưa? Ok chưa? Đấy, rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, em đập cực kỳ mạnh tay luôn này. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, đập ầm ầm này luôn các bác. Đấy, không hề có một vết xước luôn nhá, không hề có một vết xước luôn. Đây, hai em này các bác này, hai em này. Đó. Hàng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Giá sẽ là 150k. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác một cái lưới như này. Thì các bác có thể đội cái lưới này vào cho em. Đấy, đội cái lưới này vào, hoặc không thích dùng lưới thì các bác có thể đội không. Cái lưới này gọi là cái lưới ngụy trang, thì các bác có thể đội vào, hoặc là mình dùng để mình trang trí rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác đội vào thì mình để cái mũ. Đấy, để cái mũ có thể là nó va chạm nó không bị xước. Đấy, nó sẽ có cái lớp bảo vệ này rồi. Đó, thì tùy theo các bác. Nếu mà các bác thích đội thì đội, còn không đội thì cái đấy là tùy theo nhu cầu mục đích thôi. Đấy, khi đội vào thì nó rất là ngon luôn. Đấy, qua kiếc của nó rất là ngon các nhá. Và đây thì cái phần này của nó sẽ là các cái phần lót, để khi các bác đội vào thì nó sẽ gọi là không chạm vào ấy nhá, không chạm vào nó sẽ không chạm vào đầu thì nó sẽ không bị nóng. Đây em sẽ đội trực tiếp cho các bác xem luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là vừa vặn nhá. Đây. Rất là ngon lành luôn. Con mũ cực kỳ là xịn sò con bò cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó. Đội vào rất là đẹp, mũ ôm đầu đẹp, các bác có thể dùng đội để mình đi xe máy cũng rất là ok luôn, xe máy xe đạp đều ok, đội nắng mưa đều được nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái con mũ lưới như này, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho em mũ lưới như này, đập phá thoải mái cho bác luôn, không phải lăn tăn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho cái mũ lưới như này, hàng của quân đội Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là tiện ích. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái tẩu thuốc như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, đây xem cái tẩu thuốc này doang giết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, con này thì chất liệu của nó sẽ là bằng nhựa mạ đồng nhá, còn cái này của nó thì bằng hợp kim này. Các bác có thể cho thuốc vào đây để mình hút này, thuốc lào thuốc lá đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã cho em là tẩu thuốc, giá sẽ là 80.000 cái tẩu thuốc như này nhá, 80.000 cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tay nắm cửa nhá, tay này. Các bác lên xem là hít cửa này. Đấy, hít cửa 15.000 cho một cái hít cửa như này. Cái này thì các bác dùng khi mà cái cửa nhà mình, đây cái cửa nhà mình nó có cái quai cầm thì các bác dùng cái này nó sẽ chống sốc rất là tốt luôn. Đấy, nó có cái độ hít nhất định nhá. Đấy, và giá sẽ là 15k. Lên cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k cho một cái hít cửa như này bằng silicone mềm. Các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây các bác nhá, combo của nó thì nó sẽ là bao gồm một cái ngắn, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay nắm như này. Đó, thì các bác về các bác việc sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Về mình lồng một cái tay nắm cửa cho em, nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là các cái cửa thông phòng. Đấy, rất là tiện. Thì nó sẽ hít vào cho các bác như này, và khi mình trẻ em nhà có trẻ em nó đầy đổ các thứ thì nó sẽ không bị va quệt. Đấy, và nó không tạo tiếng kêu và rất là an toàn luôn nhá. Giá thì chỉ có 15k cho cái hít cửa như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Có loại 20 sen và loại 30 sen. Thì giá của nó sẽ là 25.000 trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch như này, và đây em sẽ thử một chiếc cho bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ, thít đạc này, dây bao giang, bao giếc này, hoặc là
làm cây làm cối rất là ok. Đấy, các bác cứ thắt vào này cho em là xong. Ok. Đấy, dòng này của nó thì dây của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Dây của Nhật cực kỳ chất lượng. Đấy, cái bịch 30 cm này thì bịch 30 cm này, bịch này dài là 30 cm này. Đấy, 30 cm. Giá giá thì sẽ là 25k nhá. Đấy, 30 và 20 cm đều bằng nhau. Cái này thì sẽ là 250 g và 143 chiếc nhá. 143 chiếc. Còn con này thì của nó sẽ là 250 g 315 cái, nó ngắn hơn cho nên được nhiều hơn, đều là 2,5 lạng nhá. 2,5 lạng. Đấy, tức là 2 lạng rưỡi cho một bịch như này. Và giá thì chỉ có 25k thôi nhá, 25k. Đấy, có loại là 20 cm, cái ngắn này là 20 cm này, cái dài là 30 cm thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ đoàn vào như này. Đấy, bao da ngoa giếc. Có loại con này dài 30 cm đây. Đấy thì rất tiện luôn. Các bác chỉ cần thít vào như này cho em là xong, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa ngăn mùi nhá. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây nó sẽ là một cái nắp cống nhựa tuyệt vời như này. Giá cũng chỉ có 15k thôi. Lên cho em nắp cống nhựa ngăn mùi, 15k trong cái nắp cống nhựa ngăn mùi như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy, khi các bác đặt vào này, đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, nước chảy ngon lành nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Có cái phần lưới lọc này, rất là tiện này. Đấy, lọc rác, lọc giếc các thứ cũng rất là ok. Các bác chỉ cần là cầm lên đổ đi là xong. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó giữ nước ngăn mùi rất là tốt cho các bác luôn. Đây, test thử với khói các bác này. Đấy, đây cái bên này có nắp cống, sử dụng nắp cống nhá. Đấy, nước đọng lại này. Và khói không thể ra được các bác nhá. Thì rất tiện ích luôn. Một con nắp cống nhựa ngăn mùi như này giá sẽ có 15k thôi. Các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Sử dụng được hầu hết với các cái loại vòi ống nước cát sàn nhà mình các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tay đèn nhá, bộ lấy dây tay đèn. Đấy thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân có hai đầu lấy dây tay này, một đôi pin này và một cái bộ kẹp như này. Đấy thì rất là đa năng luôn. Tất cả đều là những cái đầu này đều là có sẵn pin hết nhá. Các bác sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ lắp đặt cho pin vào cho em là xong. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tay đèn như này, rất là tiện ích luôn. Về nhà thì chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, nó phù hợp và các bác dùng nó đa di năng, lấy cho người già trẻ con hoặc là lấy cho người khác thì rất là ok nhá. Đấy, lên cho em là lấy dây tay đèn nhá. Đấy, dây tay đèn này. Lấy dây tay đèn giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái bộ lấy dây tay đèn như này. Đó. Thì các bác này, đấy, nó có đèn sáng như này. Đấy. Có đèn sáng như này, các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy, lắp pin vào này. Đấy, lắp cho em hai viên pin vào. Đó, bật lên này. Đấy, có cái đầu đây. Có cái đầu này, các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào là xong nhá. Đấy, mình dùng để lấy dây tay này. Đấy, rất tiện nhá. Đó, rất tiện luôn. Và cái đầu này nữa này. Đầu này thì nó sẽ có sẵn pin cho bác luôn. Bật lên này. Đấy, dọi vào lỗ tai này, rất sáng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Combo cho các bác như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi đồng tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là combo này. Đấy, ba đầu nhá. Đấy, sẽ có ba đầu nối như này. Ba đầu nối cộng một đầu vòi bằng đồng như này nhá. Một đầu vòi bằng đồng như này. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá thì chỉ có 50 cành thôi, 50 cành. Đấy, về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình cho em là mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy thì con này nó sẽ kết nối được hầu hết với các cái loại đầu vòi nhá. Đầu ra đầu vào nó kết nối được hết. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác các cái đầu vòi kết nối này. Đấy, như các ứng dụng đây, các bác lắp đặt theo thực tế cho em và nó sẽ ra là tia nhọn này. Đấy, tia hoa sen các thứ này để các bác dùng để mình xịt rửa tưới cây làm vườn, rồi nói chung là rửa xe rửa cộ đều ok hết. Combo cho các bác một cái bộ vòi đồng tăng áp như này giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, 50.000 cho một bộ vòi đồng tăng áp này nhá. Lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một bộ vòi đồng tăng áp này, tưới cây rất là tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Đấy, đang ở cái mùa nồm ẩm như này thì các bác nên dùng con này cho em. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của cái cục sạc điện thoại nhá. Đó, và các bác mở cái này lên cho em này. Đấy, và các bác có cái miếng dán đây. Về nhà các bác dán lên tường cho em. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là thêm các cái móc để các bác treo móc ở dưới mình treo đồ, có ba cái móc nữa để các bác mắc ở dưới đít. Đấy, dưới đít này có lỗ để các bác mắc vào treo đồ cho em. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, khá tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là đũa bát nhá, có nhá. Đấy, lên cho là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa thìa nhá, máy sấy đũa giá của nó sẽ là 100k cho một cái con máy sấy đũa như này, 100k thôi nhá, 100.000. Đó, rất tiện ích. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem con máy sấy đũa này luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy.
Đấy các bác đặt vào cho em cắm điện lên, bật máy lên, nó có tia hồng ngoại giúp khử mùi rồi diệt khuẩn rất là tốt. Hộp giấy đựng thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, dễ làm em mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đốm muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp giấy đựng thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Đấy, rất tiện luôn các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ví xanh nhá. Đấy cái bộ ví xanh. À đúng rồi, bộ ví xanh. Giá sẽ là 100.000. Đấy nó sẽ là một cái ví màu xanh như này và trong này thì rất là nhiều chi tiết luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là bấm móng tay chân, có tới 4 cái bấm móng tay chân luôn, kìm bấm da chết này, rồi bộ nặn mụn này, rồi tỉa lông mũi này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Kéo tỉa lông mũi rất đủ, đủ bộ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ ví xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh 100.000. Ném cho anh cái chai xịt chuột này. 100.000 nhá. Đấy. Xịt mũi. Ném. Giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái 100.000 cho một cái ví xanh như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là ví xanh. Ví xanh nhá. Giá sẽ là 100k một cái. 100k cho cái ví xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi. Con này thì sẽ là dùng bằng tay thôi. Các bác dùng bằng tay nhưng cũng rất là tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây thì em sẽ bóp thử cho các bác xem bằng cái chổi lông này luôn đây. Các bác chỉ lắp vào này thôi này. Đấy, đút vào này. Đấy là mình tỉa là nó sẽ ra đứt này. Đấy các bác này. Đấy, nó đứt ra này các bác này. Đó, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, dùng xong thì các bác lại dùng cái chổi này vệ sinh đi cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho cái tỉa lông mũi này bằng inox này thôi, rất chặt chẽ sắc sắn. Đựng trong hộp rất xịn sò này. Lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái tỉa lông mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sản phẩm đó là cái chai xịt muỗi nhá. Đấy, xịt muỗi. Đấy thì nhà các bác nhà nào cũng có muỗi côn trùng kiến gián, hàng này hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy thì các bác xịt cho em. Đó, muỗi côn trùng kiến gián này. Đấy, muỗi côn trùng kiến gián các bác cứ xịt trực tiếp này cho em. Đó, xịt trực tiếp này. Đấy thì rất là tiện luôn. Đấy, muỗi côn trùng kiến gián các bác xịt trực tiếp này cho em. Đấy, của nó là hương tự nhiên nhá, sinh học nhá, rất là an toàn luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Lên cho em là xịt muỗi nhá. Xịt muỗi, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ xịt muỗi như này. 30.000 cho một lọ xịt muỗi như này thôi các bác này. Cái này thì rất tiện ích luôn, rất tiện ích, các bác có thể sử dụng lâu dài được các bác nhá. Đó, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đôi nhá. Đấy, cái vòi đôi. Đây nó sẽ là một cái vòi đôi đa di năng như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là hai cái vòi như này thì rất tiện ích luôn. Đấy. Lên cho em là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi. Vòi đôi thì ở đây sẽ có hai đầu ra như này bằng inox 304. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho cái vòi đôi như này. Đấy, inox 304 có hai đầu ra và có gioăng giếc kết nối đầy đủ cho các bác luôn. Gioăng gen kết nối đầy đủ để các bác sử dụng nó rất là linh hoạt nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho cái vòi đôi như này. Ở bên shop có cả vòi đơn luôn. Vòi đơn thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, lên cho em là vòi đôi này. Vòi đôi giá sẽ là 70k cho cái vòi đôi như này nhá. 70.000 trong cái vòi đôi này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo một bịch này của nó thì sẽ là 20 cái và bên em bán sẽ là 30.000. 30k cho một cái bộ kẹp quần áo như này. 30k bao gồm 20 chiếc thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cái này kẹp của nó rất là ngon, lò xo rất là chắc chắn nhá. Đó thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là 30k và có tổng là 20 chiếc. Lên trên là bộ kẹp quần áo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn này. Đấy, cái móc đơn như này thì các bác có thể dùng để mình móc quần áo, treo đồ, treo đàn đều được hết nhá. Đấy, chứ không nguyên là móc quần áo, các bác có thể dùng để treo đồ. Cho nên là bên em lên nó sẽ là móc đơn. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, trên 3 cái. Còn lại là mua combo 10 cái thì sẽ là 60k nhá. 10 cái sẽ là 60.000 cho cái móc đơn như này các bác này. Cái này các bác lên cho là móc đơn nhá. Đấy. Móc đơn đó. Móc đơn. Đây, đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi đệm nhá. Túi đệm, cái này thì các bác chuyên dùng để mình bọc cái đệm nằm đấy, đệm nằm mùa đông đấy các bạn. Đó, rất là dai luôn, chất liệu của nó rất là dai luôn, túi bóng dai nhá, túi bóng dai mềm. Thì các bác dùng không lo bị giòn, bị hỏng, rất là tiện ích nhá. Thì nó sẽ có dòng cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8, 1m6 2m và 1m8 2m vừa với khổ giường của mình. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm. Giá sẽ là
60k trên một chiếc, có dòng 1,6m nhá, 1,6m và 1,8m thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đều là giá 60.000 hết. Đấy, 1,6m, 1,8m, giá thì rất vừa vặn cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dây điện hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật thì bên em có hai mẫu, một là dây vàng, hai là dây xanh. Đó thì có hai mẫu vậy để các bác lựa chọn. Cái dây này thì nó sẽ dài khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m. Giá thì khoảng từ bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 một quận như này. Dây thì nó sẽ là dây 1.5 và đây thì nó sẽ có đèn báo cho các bác luôn nhá. Có đèn báo cho các bác như này. Đấy, và phần kết nối các bác này. Đấy, cắm mà cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phần kết nối rất là ngon lành để cho các bác sử dụng nhá. Thì ở đây một quận này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Dài khoảng từ 20 đến 30 mét. Đấy, lên cho em là dây điện vàng này. Đó. Dây điện vàng. Đấy. Lên cho em là dây điện vàng. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét nhá. Giá thì sẽ là 170k nhá. 170.000 cái dây điện vàng như này các bác này. Tiếp theo thì nó là cái dòng dây điện xanh này. Dây điện xanh thì dòng này của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5. Đó, dây 2.5 và con này của nó sẽ là có các mẫu là 5m, 10m và 30m. Đây. Dòng dây ổ đúc, dây của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đấy. Japan này các bác này, đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo combo nhá, theo combo. Đấy, tức là bên shop bán nó sẽ có các cái mẫu 2m, 20m này. Đấy. À 30m, 10m và đây. Nó sẽ có các cái kích thước như sau. Đấy, mẫu 10m này. 5m thì sẽ là 5m là đi 220.000. 5m 220k. Đó. 10m thì sẽ là 320.000. 320k. Đó. Và 30m thì sẽ là 650.000 nhá. 650.000. Đó. 10m là 330.000 và 30m sẽ là 650.000. Đấy thì các bác muốn mua mẫu nào thì mua. Đó, nó sẽ có dòng là 5m, 10m và 30m. Đấy, còn lại là cái này của nó thì từ 20 đến 30m nhá, hàng về tùy theo lô. Và giá thì sẽ là 170.000 cho cái dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Hàng về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó là bằng da bò. Đấy, và hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái thắt lưng như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng này. Đấy, mặt của nó là mặt đúc liền cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thắt lưng da bò hàng của Mỹ đây. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này, màu đen màu nâu như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA như này, chất liệu da bò tự nhiên. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác khỏi phải lăn tăn về chất lượng cũng như là về giá nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. 100% là da bò tự nhiên. Đấy, sợi da bò nguyên miếng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên cắt trực tiếp như này luôn, không có qua phải trần khâu máy gì cả. Rất chất lượng cho bác luôn. Đây, da bò tự nhiên này, made in USA nhá, made in USA. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 180k. Hàng về sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đây, con này nó sẽ là một cái dòng massage nhé. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng massage như này. Đấy, thì các bác lên cho em là massage tay nhé, massage tay. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả sung điện luôn. Giá thì sẽ là bút massage nhá. Các bác lên cho em là bút massage. Giá thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho pin vào cho em, cho pin vào đây. Sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào. Và con này thì nó sử dụng bằng sung điện nhá, bằng sung điện đây. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy.
các bác thấy không? Cái này thì nó sẽ có dung sung điện này, để các bác dùng để massage thì rất là tốt luôn. Đây các bác này, đấy em cho vào là nó tanh tách cái đầu ngón tay này các bác này, đấy các bác thấy không? Cái đầu ngón tay nó giật giật đấy, đấy. Nói chung là cái này thì nó vừa rung và vừa sung điện luôn, thì các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, massage sung điện nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là kèm sẵn pin và hai cái đầu massage như này nhá, hai đầu massage các bác có thể tháo ra mình thay. Đấy, tháo ra mình thay rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút massage nhá, bút massage. Giá sẽ là 90k. Đó, bút massage này. Bút massage này, giá sẽ là 90k cho một con em bút massage như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm cái cục này vào nguồn điện 220 nhà mình này, sau đó thì các bác cắm máy bơm này, máy bơm nước, bóng đèn rồi bình nóng lạnh các thứ qua đây. Khi nào các bác cần sử dụng thì các bác chỉ cần bật này, tắt bật này là xong. Đấy, khoảng cách của nó là 1.000m nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa nhá. Giá sẽ là 270.000. Đấy, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa. Giá sẽ là 270k và bao ship về nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000. Đấy, con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác cứ nhấp này cho em là nó sẽ hút này, và về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Dòng này thì để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy qua đẩy lại như này ở cái thảm thì nó sẽ hút cho các bác cái bụi ở trên cái thảm rất là tốt luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. Lên cho em là hút bụi thảm này, giá sẽ là 290.000. Con này thì dùng nó rất là tiện ích, các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt, hút thảm giường rồi đồ gia dụng nhà mình, nó rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn treo này. Đó, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn treo. Con đèn treo này thì giá đèn treo này nó có cho các bác là một cái cáp sạc như này. Đây, và một con đèn như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, bật lên rất sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đó. Đây, đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 cho con đèn treo này thôi. Đây, em dọn cho các bác xem này. Đấy, pha của nó này rất tuyệt vời luôn nhá, rất sáng nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ đèn bên hông này nữa nhá. Đó, đèn bên hông này nữa này, để các bác dùng ăn cơm ăn nước này, các bác có thể treo lên. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai đeo nữa này, một cái quai đeo ở đây để các bác quặc vào đây mình đeo vào trong người luôn. Đấy, cần thiết thì mình đeo vào người luôn các bác. Đấy, đeo vào người để khi mà mình đi lại hoặc là tay mình đang cần chế độ rảnh tay thì các bác đeo lên người cho em, nó rất là tiện luôn. Đấy, hoặc các bác đeo lên trực tiếp hoặc là đeo cái này lên. Đấy, giá thì rất hợp lý rồi, công tắc nó cực kỳ ngon lành luôn. Chân sạc của nó thì có kèm chân sạc ra cho điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi. 125.000 cho con đèn treo như này. Con này thì rất tiện ích, sử dụng thì cũng là đa di năng luôn. Đấy, sử dụng đa di năng thì nói chung là dòng mà sử dụng được đa di năng thì nó rất là thích luôn. Đó, lên cho em là đèn treo nhá. Đèn treo, giá sẽ là 125k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con đèn VIP nhá. Đấy, đèn VIP. Con này thì nó sẽ là bao con này thì sẽ là 140.000 cho con đèn VIP như này. Đây, hàng Polish này, made in Japan. Thân của nó thì bằng hợp kim nhá. Thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cho nên các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, thân bằng hợp kim. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em thôi. Nó sử dụng hai quả pin 18650 và dung tích của nó sẽ là đây, hai quả pin 16850, pin 3,7V 4200mAh. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Lắp vào, đấy, bật lên. Lắp vào bật lên là xong. Đấy. Nếu các bác lắp vào mà bật không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là ok thôi. Đó là bật nó sẽ lên. Đấy, các bác theo. Đây. Bật lên sau đó thì mình xoáy vào mình sử dụng thôi. Đó, thân của nó thì bằng nhôm. Quay. Đây, cái chỗ đen này là chân sạc này. Các bác chỉ cần là bóp này sạc này. À bật này. Đó. Con này thì pha của nó cũng rất là rọi luôn các bác này. Đấy. Pha của nó rất là rọi và đèn rất là sáng. Hai viên pin 18650, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó. Đây, điểm sáng của nó cũng khá là lớn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá. Có kèm cho các bác cả củ sạc luôn. Đèn VIP 140.000 cho một con đèn VIP như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là đèn VIP này. Đèn VIP giá sẽ là 140k nhá. 140k cho con đèn VIP như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da các bác nhá. Đấy. Ba lô da này, ba lô da. Con này thì giá của nó sẽ là
con ba lô da đẹp như này. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 50cm, chiều rộng là 20 và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là trên 20 một chút, khoảng 25. Đó. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái ngăn để các bác để dép guốc vào đây. Đấy, để dép vào đây rất là tiện. Con túi nó bằng da da mịn như này thì khi các bác dùng thì không sợ mưa ướt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là da mịn này các bác này. Đấy, dùng không lo bị chảy xước rồi mưa ướt rồi, nói chung là đa di năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái khuy để các bác đeo vào cái ba lô này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái ngăn khá là to luôn. Một ngăn khá là to và bên trong thì nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa. Đây, các bác có thể để một cái ngăn thường này để đồ linh tinh này và một ngăn có khóa chống nước nhá. Ngăn này có khóa chống nước luôn. Đấy, túi bóng chống nước luôn, để giấy tờ điện thoại các thứ rất tiện nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái ba lô da như này thôi. Đấy. Đem lại giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130k. Đấy. 130.000 cho cái ba lô da như này thì con này cũng khá là tiện để cho các bác dùng trong việc là đi du lịch này. Đấy. Du lịch đi chơi, đi làm, đi học hoặc là nói chung là công việc đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Đem lại giúp cho em đó là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 cho cái em ba lô da như này. Đó. Rồi ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái em kìm chết nhá, kìm chết. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 100k thôi mà con kìm chết này thôi các bạn này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Hàng Crossman này, USA, hàng bãi của Mỹ nhá. Hàng bãi của Mỹ. Hàng này thì bên shop về số lượng khá là nhiều cho nên là gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 trong con kìm chết như này thôi, 100k trong con kìm chết như này nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 100k một chiếc này. 100.000 cho con kìm chết Mỹ này, hàng thương hiệu Crossman USA các nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây, ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy. Winling hai hình người của Đức, made in Germany nhá. Đây. Made in Germany này, hàng nội địa của Đức này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Ở đây thì các bác cho hành, cho tỏi, cho các cái vật liệu mình cần ép vào đây. Hành, tỏi rồi gừng rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đấy, cái phần đầu bi này của nó thì nó đã đẩy hết ra ngoài rồi. Đẩy hết lòi ra ngoài này luôn thì khi mà các bác ép là nó sẽ rơi ra hết luôn, nó rất là tiện. Và vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, đưa vào xả nước đi là xong. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Giá sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này nhá. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Hàng siêu đẹp và giá thì cực tốt cho bác luôn. Hàng made in Germany. Đó, ép tỏi 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá. Qua lên cho em là bộ dao sói. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 4 con dao nhá. 4 con dao. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 con dao luôn. Bộ dao sói nhá. Giá thì chỉ có 100k cho một cái bộ dao sói như này thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đấy. Đây, sẽ có cho các bác là 4 dao như này. 4 dao, 1 kéo và 1 nạo. 4 dao, 1 kéo, 1 nạo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Bộ này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, nói chung là cũng là hàng chất lượng rồi. Độ bén thì khỏi phải bàn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có 100.000 cho một cái bộ dao sói như này thôi. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem nhé. Đây, em sẽ dọc giấy cho các bác xem này. Đây, đấy, đây nhá. Con nào cũng bén hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng bén hết các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, rất bén luôn. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết nhá. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết này. Các bác này. Đó, con nào cũng bén như nhau hết. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. 4 dao nhá. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, sẽ có 3 con nhọn này, 3 con nhọn và 1 con đầu bằng như này. Và có dập vân chống dính nhá, dập vân như này. Đấy, nó sẽ có vân như này, chống dính rất là tốt luôn. Đây, Japan này. Đó, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Phân khúc giá bình dân cho các bác luôn. Một kéo này, một kéo một nạo này. Đấy, một kéo một nạo này coi nhá. Kéo này thì đa di năng luôn, mở nắp chai này, khui bia này, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đó thì combo cho các bác này, một cái nạo nữa này. Đấy, một nạo nữa. Đấy. Bộ dao này thì sẽ bao gồm là 4 con.
Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có cho các bác là một bộ dao như này. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói 4 con như này. 4 con như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Bộ dao sói này, đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k trong bộ dao sói như này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kim chỉ các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là kim chỉ nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. 25.000 cho một hộp nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, có thứ nhất là có hộp đựng rất là xịn sò này. Đấy. Có một vỉ kim này, rồi kim băng này, thước đo này. Đấy, rồi là đê này và một cái bộ combo chỉ như này, combo chỉ như này các bác này. Đấy, đầy đủ các cái màu chỉ như này nữa cho các bác lựa chọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương nhá. Đấy, chỉ có 25.000 thôi, sẽ có cho các bác là 10 cuộn chỉ này, một cái hộp kim như này. Đấy, và một cái hộp này thì các bác đựng rất là tiện dụng luôn, khi mình dùng thì dùng xong thì mình là bỏ vào hộp này, tránh bị thất thoát rồi mất rồi khó tìm nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý luôn. Lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ này. Giá chỉ có cho bác là 25k cho một cái hộp kim chỉ này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là bộ quần áo mưa. Để cho em tí em lúc này vào. Bộ quần áo mưa thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm. Đấy, đây, nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa đúng như trên hình như này các bác nhá, đúng như trên hình như này. Đấy, một bộ nhá, một bộ chứ không phải là hai bộ đâu. Đấy, ở đây nó sẽ là có một bộ thôi. Còn đây là cái hình mô phỏng của nó thì nó sẽ là hai người. Đấy, đây, rất đẹp các bác này. Đấy, cỡ L là cỡ phổ thông nhá. Đấy, các bác 70 cân đều dùng được hết nhá. Cỡ L phổ thông như này các bác này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, mặc vào thì rất là vừa vặn và ôm nhá. Đấy, đây, bên trong của nó thì nó sẽ là dòng hai lớp như này. Hai lớp cực kỳ tiện dụng cho các bác luôn. Đấy, hàng hai lớp nhá, rất là ngon lành. Ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng hai lớp như này. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là tráng chống nước cực kỳ là tốt nhá, tráng chống nước cực kỳ là tốt luôn. Bên trong thì nó sẽ là lớp vải như này. Nói chung là hàng hai lớp các bác mặc thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn, đặc biệt là mùa đông này. Đấy, và có đằng sau này thì nó sẽ có mũ cho các bác nhá, có mũ cho các bác đầy đủ luôn. Bao gồm cho các bác là một quần một áo như này nhá. Đây, một quần một áo như này. Combo cho các bác. Đấy, giá thì sẽ là 195.000. Lên cho em là bộ quần áo mưa 195.000 nhá. Bộ quần áo mưa này. Bộ quần áo mưa giá sẽ là 195k. Nếu các bác mua ngoài thị trường nó sẽ bán cho các bác là khoảng 250-300k nhé, 300.000. Đấy, có chỗ nó bán 350.000, nhưng bên shop bán cho các bác combo một bộ quần áo mưa đẹp như này, giá chỉ có cho các bác là 195.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhé, cặp lồng điện. Thì đây nó sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai tầng nhé, hai tầng. Đây. Đấy. Bình thường nếu các bác đi mua một cái âu như này thôi, một cái âu inox xịn như này, dung tích là 500ml các bác này. Cái này thì nếu các bác đi mua cũng phải mất đâu đó vào khoảng là 40.000 cho một cái âu như này thôi. Đấy, thế mà bên shop bán chỉ có 180.000 cho một cái cặp lồng điện như này. Đấy, đầy đủ nhá, dây nguồn nhất ở trong này luôn nhá, dây nguồn ở trong này luôn nhá. Đó. Và đây thì sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, nó giống như cái nồi cơm điện luôn. Ở đây nó sẽ là một cái mâm nhôm nhá. Đấy, các bác cắm điện trực tiếp điện 220 cho em. Đó, rất tiện ích các bác này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là yêu thương luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Tha hồ thoải mái quá sử dụng luôn. Đó, hai hồ thoải mái quá sử dụng luôn. Và cái lô này thì hàng về nó sẽ kèm cho các bác là một đôi đũa và một chiếc xìa nữa này. Đấy, một đôi đũa một thìa nữa. Hàng về theo lô nhá, có lô không nhá. Lô này thì là một đũa thìa inox luôn, một đôi đũa một cái thìa inox cho các bác này, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, có chỗ để cho các bác luôn. Thì mình dùng để mình sử dụng nó rất là tiện trực tiếp luôn. Để các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, đồ uống đi làm rất là tiện này. Đấy, dung tích 2 lít này, cắm lên thì có đèn báo nhá, đầy đủ công tắc công nhức đầy đủ cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác. Dòng này thì miễn chê rồi, dung tích của nó là 2 lít nhá. Hàng nội địa của Nhật này, sử dụng điện 110 đến 220V này. Đó, các bác thấy không? Đây, 50Hz này, 200W này, dung tích là 2 lít này. Đó, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này. Đó. Cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Giá của nó sẽ là 180k cho cái cặp lồng điện như này, 180.000 các bác nhá, 180.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con mũ lưới các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là mũ lưới này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Một con mũ lưới như này, hàng nếu các bác muốn đeo lưới thì đeo, còn không muốn đeo thì mình bỏ ra. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này và có sẵn cho các bác là một cái phần như này để khi mà các bác đội nó sẽ không chạm vào cái mũ thì nó sẽ chống nóng cho các bác rất là tốt luôn. Qua kiếc của nó rất là ngon và xịn sò nhé. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy, dòng này thì khỏi địa bàn thôi. Các bác có thể đập phá thoải mái các bác này. Đấy, đập phá thoải mái quá nhé. Đây, đấy.
em để xuống đất em đập cho các xem. Đấy các bạn thấy không? Đấy, đập phá thoải mái các bạn nhá. Đấy, không hề hấn gì luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Các bác lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó, mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k cho cái mũ lưới như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Đây nó sẽ chắn như này các bác này. Các bác có thể để trên bếp ga để mình chắn dầu mỡ khi mà mình chiên rán xào nấu, mình chắn vào. Giá thì chỉ có 25k thôi. Chiều cao của nó là 32cm và chiều rộng của nó là 84cm, mình có thể gấp tùy theo bếp này. Đấy, đúng như này luôn. Các bác có thể gấp gọn được nó bằng nhôm nhá. Đấy, bằng nhôm rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ này. Đấy, chắn dầu mỡ giá của nó sẽ là 25k cho một cái chắn dầu mỡ này. Các bác có thể tùy mình gấp vào như này được này. Đấy, gấp vào như này rất là ok luôn nhá. Chắn dầu mỡ 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính các bác này. Đấy, dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này thì giá của nó sẽ là 15k khi mà mua lẻ, còn mua combo 3 cái thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Đấy, bao gồm là một dao và một lưỡi, một dao một lưỡi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dao một lưỡi. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ cao su non và bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, dùng để dọc giấy cái thứ rất là ngon. Đó, giá thì sẽ là 15k mua lẻ và mua combo thì giá sẽ là giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 10.000 một chiếc, mua combo từ 3 chiếc lên sẽ là 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Hàng thương hiệu Philips đây. Công suất của nó sẽ là 3.000W này, máy sấy tóc hàng của Philips. Đấy, con này dùng rất là ngon luôn, con này bên shop bán cả vạn con rồi. Đó, dùng rất là tiện ích nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Và nóng rất là nhanh luôn nhá, chỉ cần mấy giây là đã nóng được các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có hai nước này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Các bác nên dùng tại vì cái mùa này bắt đầu là nó vào cái mùa lạnh nhá. Đấy, mùa lạnh mình gội đầu xong thì mình phải nên sấy luôn cho nó an toàn. Đấy, tránh cái việc là mình bị lạnh đầu, nước lạnh nó ngấm vào người nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy. Lên cho em là sấy tóc này, đó. Sấy tóc nhá, giá sẽ là 130k cho một con máy sấy tóc nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc đây. Con này thì giá bán của nó sẽ là 80.000 trong cái tẩu thuốc như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tẩu này và một cái bộ gioăng như này. Con này thì của nó thì sẽ là bằng nhựa thôi, còn cái phần này của nó thì phần chịu nhiệt nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này. Hàng vừa đẹp vừa xịn sò vừa chất lượng để gửi tới các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về khá nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop về cho bác cái con thùng đồ nghề nhé. Đây. Người em thì nó sẽ là 70 cân, 70 cân và em sẽ lên em test cho các bác xem. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, made in Germany các bác này. Đấy, thương hiệu Matador, made in Germany, hàng của Đức nhá. Đây, hàng nội địa của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép không gỉ nhá, hàng thép không gỉ cực kỳ chắc chắn đây. Người em 60 cân các bác này. Đấy, em lên em dẫm đạp nhảy thoải mái cho xem nhá. Này là ok đúng không? Đấy, rất chắc chắn luôn. Bỏ như ghế nào. Đó. Cân nặng của con này thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 5 cân. Đấy. Em không cần chính xác đâu. Rất chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn nhá, một ngăn to và mỗi bên hai ngăn nhỏ nữa, tổng là 5 ngăn. Đấy. Các bác lên nó giúp em đó là thùng đồ nghề nhá. Đấy, thùng đồ nghề này. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề giá sẽ là 420k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó sẽ là 42 này. Đấy, chiều ngang là 42 nhân với lại 20 nhân với 20. Đó. Tức là 42 20 nhân 20. Hàng thì có thương hiệu Matador nhá, Matador, made in Germany. Đó. Rất chất lượng luôn. Đó. Rất chất lượng luôn nhá. Dày dặn chắc chắn nhá, đai giấc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đấy, có lẫy khóa như này các bác có thể dùng lẫy khóa này nhá. Đấy, dùng cái lẫy khóa này. Đó, còn không dùng lẫy khóa thì các bác có thể sử dụng bình thường, rất tiện ích. Đó, giá thì rất hợp lý nha. Đây một con thùng đồ nghề đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 420.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán bao gồm cho các bác là 5 ngăn, chiều dài của nó sẽ là 42cm, chiều cao này thì sẽ là 20 và chiều rộng là 20, cao 20, rộng 20. Đó, rất vừa vặn, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Matador nha, Matador made in Germany. Thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái
túi đựng đệm này. Đây, nó sẽ là một cái túi để các bác lên xem là túi đựng đệm nhá. Đấy, nó sẽ có dòng đệm 1m6 và đệm 1m8. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng túi bóng cực kỳ là dai luôn. Đấy, ở miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm rồi, miền Nam thì có thể là sử dụng ít hơn, nhưng miền Bắc là nhà bác nào cũng có đệm. Cái chất của nó thì cực kỳ là dai luôn nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất túi cực kỳ là dai luôn chứ không phải là túi giòn đâu. Túi này rất là dai. Thì ví dụ như là chuẩn bị hết mùa đông rồi mà những cái túi đệm của nhà bác nào bị hỏng thì các bác lấy cái này về cho em. Đó, mua cái này về cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đệm nhá. Túi đệm sẽ có cho các bác là dòng 1m2 và dòng dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm này. Đó. Túi đệm giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60k trên một chiếc. Nó có sẽ dòng là 1,6m nhá. Đấy, và 1,8m. Đó, tùy tùy các bác muốn sử dụng cái nào thì sử dụng. Đấy, thì muốn sử dụng cái nào thì sử dụng có nhá. Đấy, lên cho em là túi đệm. Giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc, có dòng 1m2 và dòng dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, để các bác đựng cái chăn ga gối đệm nhà mình vào cho nó tiện. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác một cái combo kẹp quần áo như này nhá. Một cái set như này bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, tức là 20 cái như này. Đấy, các bác lên cho em đó là kẹp quần áo nhá. Đấy, lên cho em là bộ kẹp quần áo này. Đấy, bộ kẹp này. Bộ kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một cái set kẹp quần áo như này nhá. Đấy, lên cho em là set kẹp quần áo hoặc bộ kẹp quần áo cũng được. Nó sẽ là 30.000 nhá. Đấy, 30.000 cho một cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là 20 chiếc nhá. Đấy, 30.000 cho 20 chiếc. Đó. Lên cho em là bộ kẹp quần áo, giá sẽ là 30.000 cho 20 cái nhá. Đấy, 30k. 30k tổng của nó sẽ là 20 cái nhá. Tổng là 20 cái. Bộ kẹp quần áo. Đây, cái này thì về nhà các bác kẹp như này các bác này. Đấy, đây, để mình kẹp quần áo rồi kẹp đồ đoàn dinh tinh đều được hết nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn nhá. Móc đơn này. Đấy. Các bác lên cho em là móc đơn. Thì cái này các bác dùng để kẹp quần áo, kẹp đồ phơi các thứ. Con này kẹp rất là chắc luôn đấy, kẹp rất là dính. Thì các bác có thể kẹp đồ để mình treo này, hoặc là nói chung là đa di năng được hết nhá. Nó lò xo rất là to và kẹp cực kỳ là tốt luôn. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là móc đơn nhá. Đấy, bên shop sẽ bán cho các bác là sẽ là móc đơn này. Giá của nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, 20.000 trên 3 cái. Còn các bác mua cả chục thì giá của nó sẽ là 60k một chục nhá. Đấy, 60k trên 10 cái nhá, trên 10 cái. Đó, 60.000 trên 10 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc đơn như này. Đó, 20.000 3 chiếc các bác nhá. Đây. Sẽ là bên em bán theo combo 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này nhá. Đấy, 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này. Còn lại các bác mua lẻ mua cả chục thì sẽ là 60.000 một chục nhá, 60.000 một chục. Còn cái này thì các bác lên cho em là bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30.000 cho 20 chiếc. 30.000 cho 20 chiếc như này luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thắt nhá. Đấy, dây thắt. Đây, dây thắt hoặc là dây thít thì các bác lên cho em là dây thít đi. Con này thì bên shop sẽ bán theo sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm các bác nhá. Đấy, nhang trầm. Đấy, nhang trầm thì một hộp này của nó sẽ là 45.000 một hộp này, và số lượng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng nhá, từ 70 đến 100 vòng. Đấy. Đây, từ 70 đến 100 vòng, một dây như này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Một dây này của nó sẽ là 2 vòng này. Đấy, một dây này của nó sẽ là 2 vòng, và số lượng của nó thì sẽ là từ 70 đến 100 vòng cho một dây như này. Và con này của nó thì nó sẽ là, con này của nó thì nó sẽ là gọi là một cái dòng nham hương trầm tự nhiên. Siêu thơm cho các bác luôn, hương trầm tự nhiên siêu thơm luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 45.000 cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là nhang trầm nhá. Đó. Nhang trầm, đấy, hàng thì cực kỳ là thơm luôn, nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 45k trên một hộp này, bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 vòng, và thời lượng đốt của nó thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, tùy theo khu vực gió, từ 3 đến 5 tiếng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa. Đây nó sẽ là một con ủng cực kỳ là tiện ích luôn, để các bác có thể dùng để mình đi khi mà trời mưa nồm bẩn thỉu như này. Đấy, trời mưa nồm bẩn thỉu, hoặc là bác nào nhà mà có ruộng có vườn cần phải đi ra vườn ra biết thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường hoặc đi dép bình thường, sau đó thì mình xỏ vào cái ủng này cho em. Đấy, đây nó sẽ là một cái ủng chống nước cực kỳ là tốt luôn, và nó là dòng ủng rộng để các bác có thể đi giày vào đây đều được nhá, đi giày đi dép. Đấy, hoặc là đi qua các cái đôi dép của mình đều vào vừa hết nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100.000 một đôi. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, chất liệu của nó thì phải bàn về độ chất lượng của nó rồi. Đấy,
lên mã giúp cho em. Đó là ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Giá của nó sẽ là ủng đi mưa này, ủng đi mưa. Giá của nó sẽ là 100k cho một đôi ủng đi mưa như này, 100.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Khi đó, đi giày trong mùa mưa nữa, bởi vì đó, chiếc ủng này sẽ bảo vệ đôi chân của bạn. Đây là một vật dụng cần thiết trong những ngày mưa. Khi trời mưa, đôi chân của bạn rất dễ bị ướt và lạnh. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như nấm chân, viêm khớp, tê cống. Ủng đi mưa giúp ngăn nước mưa xâm nhập vào đôi chân của bạn, giúp bạn giữ ấm và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, khi trời mưa, đường phố thường rất trơn và dễ trượt. Với thiết kế đế cao su chống trơn, ủng đi mưa giúp bạn có độ bám tốt hơn trên mặt đường, giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn mà không bị trượt ngã. Khi trời mưa, đất cát và bùn có thể bám vào đôi chân của bạn. Ủng giúp bạn giữ vệ sinh cho đôi chân của bạn, giúp bạn tránh bị bẩn. Ủng đi mưa được làm từ chất liệu vải PVC chống nước hoàn toàn. Nếu bạn đang tìm kiếm một vật dụng để giúp bảo vệ đôi chân của bạn thì ủng đi mưa là một lựa chọn tuyệt vời. Đó, rất là ok các bác nhé. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho cái đôi ủng đi mưa này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có dòng 20cm và dòng 30cm. Đây. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Cái dây này thì các bác ứng dụng rất là nhiều, mình làm điện này, làm buộc các cái đồ đoàn này, rồi là dùng đa di năng được luôn. Bên shop thì bán theo bịch như này nhá. Một bịch này của nó sẽ là 250g nhá. 250g và giá thì sẽ là 25k. Đấy, 25.000 cho một bịch như này. Thì nó sẽ có dòng là 30cm và dòng 20cm. Đấy, dòng ngắn này nó sẽ là 20cm nhá. Ngắn này là 20cm này. Đấy, đây. Đây nó có thông số đây các bạn này. Đấy, dòng ngắn này của nó sẽ là 250g và 20cm và số lượng cái của nó sẽ là 315 cái. Còn con to này của nó thì nó sẽ là cũng là 250g và chiều dài của nó là 30cm và số lượng là 143 chiếc. Đấy, hàng của Nhật nhá, có thông số kỹ thuật, có đầy đủ các cái mực thước cho các bác xem và nguyên đai nguyên kiện đóng gói như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó rất là tiện. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy, dây thít này. Đó. Dây thít. Dây thít giá sẽ là 20k, sẽ là 25.000 nhá. 25k trên một bịch nhá, 25k trên một bịch. Nó sẽ có dòng là 20cm và dòng 30cm. Đó, tùy theo các bác muốn lấy dòng nào thì lấy nhá. Dây thít 25.000 trên một bịch như này thôi, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đấy, cái này thì nói chung là bác nào cũng biết rồi. Cái này thì chắc là không phải hướng dẫn nữa rồi đúng không? Đấy, thì nó các bác chỉ cần là đút vào là nó sẽ tự thắt vào thôi. Đây. Thì em sẽ lấy ra một cái để em mô phỏng cho các bác xem, không nhiều bác lại không biết nhá. Đây. Đây các bác chỉ cần là đút vào này thôi là nó sẽ tự thắt các bác này. Đấy, đút này tự thắt. Còn nếu mà các bác muốn tận dụng lại thì các bác có thể dùng cái lẫy để mình gạt cái này ra. Còn lại là khi mà đã cho vào rồi thì nó sẽ không gạt ra được đâu. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình thắt đồ, thắt đoàn này, bao bì này. Đấy, các bác đi cấy lúa này, đấy, làm ruộng này. Đấy, chỉ cần túm cái đầu bao và thắt vào cái là xong. Cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái, các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đèn cầm tay nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành cho con đèn cầm tay thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu sạc vào và một đầu sạc ra nhé. Đấy, chất lượng pin của nó này. Đấy, rất là sáng luôn. Có một đèn cầu lồi này. Đấy, hai mặt hai đèn led này và một đèn pha rất là giỏi này. Một đèn pha rất là giỏi luôn. Đó. Có báo pin nhá, có báo săn pin cho bác và có tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Giá thì chỉ có 100k cho một con đèn như này thôi, cực kỳ tiện dụng luôn nhá. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác ba hệ thống đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, các bác về các bác chỉ cần để ra ánh sáng là nó cũng tự sạc luôn. Mình không cần phải sạc mất công. Đó. Giá thì chỉ có 100 cành cho một con đèn như này thôi các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay, đèn cầm tay. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. 100.000 cho cái mã đèn cầm tay như này. Con này thì siêu tiện dụng luôn và tính ứng dụng của nó rất là cao. Các bác có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, ăn cơm ăn nước thoải mái. Lên cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay này. Đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại của thương hiệu Nokia nhá, điện thoại thương hiệu Nokia. Đấy, điện thoại một sim. Giá sẽ là 160.000. Ở đây sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc này, một củ sạc này, một viên pin và một chiếc điện thoại này. Đấy, một củ sạc, một viên pin, một điện thoại. Hàng thì nó sẽ về theo lô, có lô màu xanh, màu đen, màu xám tùy theo, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có 160.000 trong con điện thoại này thôi. Rất chắc chắn và ngon lành cho bác luôn. 160k một chiếc nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em là xong này. Đó, bật nguồn lên cho em. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, điện thoại của thương hiệu Nokia. Đó, 160.000, có đầy đủ dây cáp sạc các thứ đầy đủ. Các bác có thể mua về để cho người già, cho các cụ nhà mình nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bạn. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy. Thì
mua về cho người già hoặc trẻ con. Các bác cần một cái điện thoại ở nhà để mình liên lạc với những người ở nhà thì nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, lên cho em là điện thoại một sim nhá. Đấy, điện thoại một sim này, giá sẽ là 160k cho một em điện thoại một sim như này, 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi rất là tiện dụng và giá thì nói chung là hàng rất hạt rẻ rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 cho một cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, nó có lò xo có thể ngoắt nghéo để các bác đưa ngoảnh đi ngoảnh lại này, có công tắc đóng ngắt này. Đấy, có công tắc đóng ngắt. Về các bác xoáy cái bóng đuôi xoáy E27 vừa hết cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, chỉ có 35k cho một cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, có đây là đầu cắm này, các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này, xoáy bóng vào bật lên cho em là xong. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, giá này thì là bao rẻ trên thị trường rồi các bác nhá, không có ở đâu rẻ hơn đâu. Nó cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, rất tiện ích và dễ sử dụng, ngon lành cành đào cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con vòi nước có màu cam, có màu xanh, cho nên là bên shop lên nó là vòi cam xanh luôn. Con này thì siêu tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có 50k thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước cho các bác luôn, hai đường nước này, một hai đường nước này. Có gen xoáy nhá. Có gen xoáy như này các bác này. Đấy, có gen xoáy này rất là tiện này. Gen xoáy rong giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy thì để các bác có thể sử dụng để mình làm vòi rửa này, vòi tưới cây đa di năng cho các bác luôn nhá. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 50k cho một cái vòi cam xanh như này thôi. Đấy, nó sẽ về hai màu, màu cam và màu xanh như này. Cho nên bên shop lên nó là vòi cam xanh nhá. Giá của nó sẽ là 50k. 50 cành cho một em vòi cam xanh như này thì con này cũng rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 12 chiếc. Đấy, dòng này thì các bác chuyên dùng để lao động làm vườn rồi quét dọn vệ sinh, nói chung là rất là đa di năng luôn, rất đa di năng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi nhá. Có cao su non này để chống trơn trượt này. Đấy, giá thì rất là ưu đãi cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng vải dệt 4D. Đấy, dệt 5D khi các bác đeo thì tay nhỏ, tay to, tay lớn, tay bé đều vừa hết, có cái độ co giãn nhất định. Đấy thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu các bác mua lẻ thì nó sẽ là 5 đôi này. 5 đôi là sẽ là 40k nhá. 40k, còn một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70k. Các bác mua cả bịch thì nó sẽ rẻ hơn nhá, mua cả bịch nó sẽ rẻ hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha cái bình trà 4 lạng nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, bên trong có lót nhựa để tránh mất mùi hương trà nhé. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng. Đấy, hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây, rất ngon lành cành đào các nhá. Đấy, một cái lọ như này. Đấy, hoa văn của nó rất là đẹp luôn và giá sẽ là 290.000 nhá. 290k. Đấy, lên cho em đó là bình trà đồng nhá. Đấy, bình trà đồng. Bình trà 4 lạng này. Đấy, bình trà đồng 4 lạng nhá. Trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290k. 290.000 cho cái bình trà đồng 4 lạng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo nhá. Đấy, có một đèn một cáp sạc như này. Và đây là chân sạc vào của nó này. Dòng này của nó thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, siêu sáng luôn. Các bác dùng thì nó rất là tiện ích cho các bác luôn nhá. Siêu sáng luôn. Đây, có nam châm hít này, có nam châm hít rồi công tắc này, có móc khóa cho các bác này. Đấy, con này thì giá chỉ có 40k thôi và rất là sáng luôn. Đấy, con này nó hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. 40k cho một con đèn như này. Đấy, 40k cho một con đèn cúc áo như này thì các bác có thể mua để mình sử dụng đeo vào cúc áo này rồi mình làm vườn này, đi học đi làm này. Đấy, rất tiện ích các bác này, siêu sáng luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình làm thợ sửa chữa, chui rúc vào khe kẽ này, hoặc là các bác dùng khi mà mình đi ban đêm này. Đấy, cần thì các bác sử dụng cho em. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá, đeo vào móc khóa được luôn. Đeo móc khóa luôn, nó chỉ rất là nhỏ gọn luôn. Lên cho em là đèn cúc áo nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một em đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con đồng hồ LED nhá. Đấy thì nó sẽ hiển thị như này, hiển thị như này. Đấy thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện và cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, nó sẽ làm con đồng hồ LED như này và pin của nó sẽ hiển thị như này, vì nó sẽ hiển thị cho các bác là cả nhiệt độ, cả thời gian luôn nhá, nhiệt độ thời gian đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này, rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, đồng hồ LED 140k. Quay lên trên là đồng hồ LED nhá, 140k trong con đồng hồ LED như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác mở lên thì nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, và nó hiển thị như này các bác này, rất là tiện ích nhá.
Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ LED như này, chỉ có cho các bác là 140.000 rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số quán Phạm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác rất là nhiều mã hàng mới trong video ngày hôm nay các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bút massage nhá. Đây nó sẽ là một cái bút như này. Đấy, hình một cây bút như này các bác này. Các bác lắp pin vào cho em. Đấy, nó sẽ có sẵn pin cho bác rồi. Các bác về các bác lắp pin cho em là mình sử dụng thôi. Xoáy vào cho em này. Đấy. Cái này thì các bác dùng để mình massage. Đây nó có công tắc ở đây này. Đấy. Ở đây thì con này nó vừa là massage vừa là sung điện nhá. Đây. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể tăng cấp độ ở đây nhá, tăng cấp độ ở đây. Đó. Đây. Đấy, cái này thì các bác vừa massage vừa là sung điện luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sung điện như này. Đây. Đấy em đưa vào cái lòng bàn tay nó giật giật đây này các bác này. Đấy. Cái này thì nó là dùng bằng massage sung điện nhá. Massage sung điện. Đấy thì nếu bác nào chưa quen thì nó cũng hơi khó chịu một tí. Thế nhưng mà dùng xong thì nó rất là tốt các bác nhá. Rất là tốt luôn. Massage sung điện. Đấy các bác lên cho em là bút massage nhá. Đấy, bút massage. Con này thì nó dùng bằng sung điện và nó có hai cái đầu như này. Hai cái đầu như này. Và các bác xoáy ra xoáy vào. Đấy, tóng mát ở đây các bác này. Đấy và công tắc to nhỏ đây. Đấy. Nó chạy bằng pin con thỏ thì hết pin thì các bác có thể mua pin mình sử dụng thôi. Đấy, mua thêm pin mình sử dụng mà thôi. Nó rất là tiện. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Đấy 90.000 cho một con máy massage như này. Đó. Và các bác có thể thay cái đầu này được này. Đấy. Xoáy cái này ra cho em. Xoáy cái này ra. Và các bác thay cái đầu này vào cho em này. Đấy, thay cái đầu này vào cho em. Nó sẽ có hai cái đầu như này. Đấy, một cái đầu hình tròn và một cái đầu hình đồng tiền như này, đồng xu như này. Đó. Có hai cái đầu này để các bác có thể thay vào mình sử dụng cho nó tiện ích. Đấy thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, nó sẽ có hai cái đầu như này cho các bác sử dụng. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhé, 90.000. 90.000 cho một con bút. Các bác lên cho em là bút massage nhá. Đấy, lên cho em là bút massage. Đó, nó hình cây bút như này. Lên cho em là bút massage nhá. Đấy, bút massage này, đó, bút massage. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một cái bút massage như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó, có sẵn pin cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em đó là móc đơn nhá, móc đơn này. Đấy. Đây, cái này thì nó dùng để móc áo nhưng mà em dùng nó là móc đơn luôn cho nó dễ. Đấy. Móc đơn như này. Thì một cái này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 7.000, 7.000 cho một cái như này nhá. Đấy. 7.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, 7.000 chiếc này. Các bác có thể mua 3 chiếc, 5 chiếc tùy ý. Bên em bán thấp nhất là từ 3 chiếc trở lên nhá. Đấy, bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy. 7.000 một chiếc như này. Đấy, nếu bác nào mua từ 3 chiếc thì bên em tính cho bác là thôi em bán là thấp nhất là 3 chiếc đi. 3 chiếc là 20.000. Đấy, còn bác nào mua cả chục thì sẽ là 60.000 một chục nhá. Đấy. 60.000 một chục, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Mua lẻ sẽ là 20.000 ba cái, còn bên em bán cả chục thì sẽ là 60.000 cho một chục như này nhá. Đấy. 60.000 cho một chục như này. Đấy, giá thì con này các bác dùng để phơi tất này, phơi quần, phơi áo hoặc kẹp quần, cái áo rất là ok luôn nhá. Các bác lên theo là móc đơn nhá, móc đơn. Đấy 20.000 ba cái. Đó. Móc đơn này. 20k là bằng 3 cái nhá. Đấy. Còn 10 cái thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000 cho 10 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc gỗ nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái móc gỗ như này. Cái này thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu này để các bác xoáy vào xem. Đó đây. Đây là cái đầu, đây cái đầu này các bác xoáy vào này. Thì mình có thể dùng để mình treo quần áo này, rồi treo đồ ăn thức uống, nói chung là treo cái gì cũng được, nó rất là tiện, móc bằng gỗ như này. Đấy, cái này nó dập bằng máy cực kỳ là chắc luôn và nó bằng inox nhá, rất sạch sẽ sáng bóng này. Đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Đấy, nó sẽ có 8 cái đầu đeo như này. Lên cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Giá con này thì đặt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ có 30k thôi. Lên cho em là móc gỗ này, đó. Móc gỗ, giá của nó sẽ là 30k cho một cái móc gỗ như này nhá. Đấy. Móc gỗ, giá sẽ là 30.000. Giá siêu tốt cho các bác sử dụng luôn. Đó, giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là móc gỗ, giá sẽ là 30k. Rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu cái mẫu cái
cái nạo các bác nhá. Đấy, cái nạo thì các bác lên cho em là bộ đôi nhá. Đấy, bộ đôi nạo này. Đấy, bộ đôi nạo Winling đây. Đấy. Bộ đôi nạo này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Hàng cực kỳ to tát, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. 70.000 cho hai chiếc nạo của Đức như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đó, rất chất lượng cho bác nhá. Dày dẫn chắc chắn, rất là ngon lành cho bác luôn, sắc bén. Thì nó sẽ có cho các bác là hai cái, một cái là nạo ngang và một cái là nạo đứng như này. Cái này là nạo đứng theo vật thể này, và cái này là nạo ngang theo vật thể nhá. Đó. Thì sẽ có hai chiếc như này, bằng inox này, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì đều có cái đầu khoáy để các bác khoáy cái phần sâu này này. Đấy, khoáy cái phần sâu này rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Đó. Bộ đôi này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Nạo Đức. Giá của nó sẽ là 70.000 trên hai chiếc như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hàng đẹp, chất lượng, giá thì rất hợp lý. Combo hai chiếc nạo như này, giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, giá 70.000, giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen, giá sẽ là 60.000 cho một con tô vít đen như này. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít và một thân đầu vít như này và 6 cây vít nhá. 6 cây vít sẽ có cho các bác là 12 đầu, 2 4 6 này. 6 cây 12 đầu to nhỏ lớn bé dẹt tròn ba khe đầy đủ. Con này thì nó sẽ có một cái nấc như này. Đấy. Dòng này thì nó sẽ có vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích. Đấy, có chức năng xoáy nhanh như này, bác nào làm thợ làm nghề dùng con này rất là đã này. Đấy. Và cũng có điều chỉnh nhá. Đấy. Các bác lên cho em là vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực. Một bộ như này giá chỉ có 60.000 thôi. Giá chỉ có 60.000 trong cái bộ vít đen trợ lực này thôi. Giá rất là hợp lý luôn để cho các bác có thể sử dụng. Đây, các loại mũi của nó đây các bác này. Đấy. Đây. Lên nhau là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Đó. Vít đen này, trợ lực này. Giá sẽ là 60.000 cho một bộ nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái tất hàng của thương hiệu Nai này. Đấy, tất một vỉ này là 10 đôi. Một vỉ này là 10 đôi, có màu đen và màu trắng như này. Giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, hàng của thương hiệu Nai đây. Chất liệu của nó thì bằng sợi bông, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Chống đau chân rồi hôi chân rồi co giãn 4 chiều rồi thấm hút mồ hôi rất tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. Các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tất vỉ 10. Đó. Tất vỉ 10 giá sẽ là 90.000. Đó. Tất vỉ 10 đôi giá 90.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa. Đấy, nó sẽ là con bật lửa rồng như này. Đấy, bật lửa rồng như này các bác này. Đấy. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và hình viên ngọc nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em đó là bật lửa viên ngọc nhá, bật lửa viên ngọc. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá. Đấy. 130.000. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa viên ngọc nhá. Bật lửa viên ngọc, nó có hình viên ngọc màu đỏ này. Đó. Và bật lửa này thì nó sẽ là có hai màu, màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng và màu bạc siêu đẹp như này. Đó, các bác thấy không? Đây, hàng rất độc đáo, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Bao quanh nó là con rồng nhá. Đó. Và con này chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng vào cho em là ok. Đổ xăng, đổ dầu vào cho em là ok thôi. Bác nào có xăng thơm thì mua xăng thơm, và bác nào hay dùng máy lửa các bác biết phải mua cái gì để sử dụng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, 130.000 một chiếc. Đó. Em có màu vàng và màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Muốn lấy màu nào thì lấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc. Đấy, nó có hình viên ngọc mà. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 hộp 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. Hộp bộ 5 khay inox siêu mỏng. Một bộ này của nó thì bao gồm là 5 khay. Cái khay to nhất của nó này thì là 18 cm nhá. Khay to nhất này của nó là 18 cm. Đấy. Có nắp đậy nó biếc hẳn hoi như này các bác này. Đấy, nắp đậy hẳn hoi như này. Các bác có thể dùng đựng phẩm, thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đó. Và bộ này của nó thì nó sẽ là 5 khay nhá, 5 khay như này. Hàng này thì không đến nỗi là quá mỏng đâu, nhưng mà em cứ nói trước là siêu mỏng để đến cho các bác khỏi phải lăn tăn.
Tại vì cái giá các bác bỏ ra chỉ có 50.000 thôi, cho nên là cũng không lăn tăn làm gì cả. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay này. Đó, inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho cái bộ 5 khay inox tròn siêu mỏng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Đấy, con này thì nó sẽ cân được tối đa là 5 kg. Đó, tối đa là 5 kg. Con này thì các bác chuyên dùng trong nhà bếp chưa? Đấy, chuyên dùng trong nhà bếp chưa? Để mình cân thực phẩm, cân đồ ăn, đồ uống đều ok. Sẵn pin rồi. Lô này thì về sẵn pin, có lô về có pin, lô về không pin thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đó, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, nó sử dụng 2 cái viên pin con thỏ nhỏ này. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, lắp vào là mình dùng thôi. Đây, lắp vào cho em. Đó, về nhà các bác cân. Và con này thì ưu điểm của nó là có chức năng trừ bì, cho nên là các bác dùng nó rất là sướng. Đây, đấy, cân đã lên bình thường các bác nhá. Đó, nó tính bằng gam này. Đây, em đặt cái điện thoại của em lên này. Con điện thoại này của em là 223g này. Đó, 223g, tức là 2 lạng 2, 2 lạng 3. Đó, tiếp theo thì em đặt cái bộ bút massage lên này. Đó, đây thì bây giờ em phải trừ bì đi đã nhá. Đó, nhấn trừ bì thì em nấn cái nút nguồn này. Nhấn cái nút nguồn này thì nó sẽ trừ bì về không này. Đó, sau đó thì các bác đặt cái này lên. Đó, thì cái bút massage này là 143g cả vỏ này. Đó, thì nó rất là tiện nhá. Đấy, các bác bỏ ra thì nó lại về không, và các bác nhấn nguồn này. Đấy, là nó sẽ tắt nguồn và nó về không cho các bác. Lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, cân lên cho em là cân 5. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Cân 5 nhá. Đấy, cân 5 cân, giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho cái cân 5 cân này. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây ở đây nó có cái lẫy khóa này. Đấy, và các bác mở ra này. Đấy. Có phần điều chỉnh ga đây nhá, điều chỉnh ga to nhỏ ở đây. Đó, các bác theo. Đây, bật nó lên này. Con này thì các bác có thể dùng để mình nhóm lửa này, mồi bếp ga, hoặc là dùng để hút thuốc lào cũng đều được hết nhá. Đó, đây có cái phần báo ga này các bác này. Lên cho em là bật lửa cây. Giá sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k cho một em bật lửa cây như này nhá. Bật lửa cây, giá sẽ là 40.000. Rồi ok.